Chào mừng các bạn đến nghe chuyện hay.com. Nếu thấy hay cho mình một đăng ký kênh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Châu Chi Mạnh Nhất Son Gohan Convert, chương 46, hoảng sợ, tuyệt vọng, thích, lại một cái Saiyan. Frieza nhìn căm phẫn bay hướng mình Saiyan, cắn chặt hàm răng. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, giống như chọc Saiyan hang ổ một dạng. Một cái tiếp theo một cái tới. Bất quá, tiểu tử kia thật giống như cũng không có Vegeta mạnh như vậy. Thương, trăng sau lưng dũng giả kiếm xuất vỏ, chặt nắm chặt trong tay. Ngươi vậy mà, lại dám đem ba ba của ta tổn thương thành bộ dáng như vậy, ta tuyệt đối tha không ngươi. Trăng nhìn tấm kia khiến người nôn mửa khuôn mặt, sát ý nhất thời. Ồ, chỉ bằng ngươi, Frieza khinh thường cười một tiếng, có thể rõ ràng cảm giác, trước mắt tiểu tử mặc dù là Super Saiyan. Nhưng so với Son Gohan chờ mấy cái khác Saiyan, rõ ràng muốn yếu rất nhiều. Cho nên, hắn cảm giác mình cũng có thể đối phó. Ha, Trăng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay dũng giả kiếm hướng Frieza hung hãn đánh xuống. Hừ, loại rác dưới này đồ vật cũng muốn làm tổn thương ta. Frieza hừ lạnh một tiếng, trên đầu ngón tay một viên năng lượng kinh khủng cầu nhanh chóng ngưng kết lên. Hiển nhiên, hắn cảm thấy một thanh kiếm căn bản không khả năng tổn thương chính mình. Hoắc, Frieza năng lượng cầu hướng về phía Trăng đập tới. Cờ rắc, một tiếng vài vụn âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Frieza năng lượng màu tím cầu cũng không có cùng tưởng tượng một dạng đem Trăng đánh hạ. Lại là bị Trăng trong tay dũng giả kiếm một kiếm ở giữa bổ ra, phân chia hai nửa năng lượng cầu trong nháy mắt đem hai bên dãy núi san thành bình địa. Mà ở Frieza khiếp sợ dưới ánh mắt, đột nhiên cảm giác một trận đau thấu tim gan đau đớn tại toàn thân lan tràn. Kinh hoàng, tuyệt vọng, sinh cơ một chút đang trôi qua, Frieza thân thể chậm rãi trượt xuống, cuối cùng bị Trăng dũng giả kiếm chia ra làm hai. Hối hận, vì cái gì chính mình như vậy tự đại, không có dụng hết toàn lực liền bị giết chết. Nếu như còn có thể tới một lần, Frieza ý thức một chút mơ hồ, chính là Trăng có thể sẽ không cho hắn trở lại một lần cơ hội. Trong tay dũng giả kiếm mấy lần huy động, Frieza trực tiếp bị đại tá 16 khối. Sau đó một trường đánh ra, Frieza trực tiếp bị thiêu cháy thành cho bụi. Nếu không phải Frieza tự đại, Trăng cũng không khả năng sẽ nhẹ nhàng như vậy đưa hắn đánh chết. Frieza, ta nhi tử, kinh cầu lúc này đang cùng tương lai Son Gohan kịch đấu, đúng dịp thấy Frieza bị đánh chết tình huống. Trong nháy mắt giận tím mặt, không có nghĩ tới những thứ này sinh vật cấp thấp. Vậy mà tại chính mình dưới mí mắt giết chết con mình. Sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Ha, một tiếng căm phẫn gầm thét, kinh câu khí tức lần hai tăng vọt, so với trước đối phó Vegeta cùng Son Goku thời điểm, lại là mạnh hơn mấy phần. Quanh thân vây quanh từng đạo sấm sét màu tím, đùng đùng vang dội, chỉ là bằng vào cổ hơi thở này, liền đem tương lai Son Gohan thổi ngã lùi mấy bước. Làm sao có thể? Người này khí vậy mà tăng nhiều như vậy. Tương lai Son Gohan nhìn chằm chằm kinh câu, nếu như trước chính mình còn có thể cùng hắn năm mở lời, như vậy hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua xa chính mình. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Kinh câu giống giận một câu, tốc độ cực nhanh hướng tương lai Son Gohan đánh tới. Son Gohan vốn lại ít một cái cánh tay, ở thế yếu, mà dưới mắt kinh câu tốc độ lại thật nhanh. Kinh câu một quyền nặng nề đánh vào Son Gohan trên cánh tay, trực tiếp đem tương lai Son Gohan đánh bay ra ngoài. Tốt lực lượng kinh khủng, mà ở một bên xem cuộc chiến Son Gohan nhìn kinh câu công kích, người này sức chiến đấu có thể đem Super Saiyan một giai đoạn thứ hai tương lai Son Gohan mức liên tục bại lui. Thực lực của hắn tuyệt đối đã vượt qua Android 16 tiêu chuẩn. Kinh câu thực lực đã áp chế tương lai Son Gohan quá nhiều. Tiếp tục chiến đấu đi xuống cũng chỉ là lãng phí thời gian cùng tiên đậu mà thôi. Son Gohan điểm mũi chân một cái, trực tiếp xuất hiện trong tương lai Son Gohan trước mặt. Ngươi lùi ra đi, tiếp đó, giao cho ta liền tốt. Sau đó thuận tay đem tiên đậu ném tương lai Son Gohan, dù sao Vegeta còn muốn thoi thóp nằm đây. Ân tương đương, tương lai Son Gohan gật đầu một cái, hắn cũng rất rõ ràng, lấy thực lực của chính mình căn bản là đối phó không người trước mắt. Hiện tại duy nhất có thể chống lại, cũng chỉ có Son Gohan. Mặc dù hắn không phải rất rõ Son Gohan thực lực bây giờ mạnh như thế nào, nhưng là bây giờ chính mình, ở dưới tay hắn tối đa cũng liền đi cái 20 hiệp. Chuyện hôm nay đều là bởi vì ngươi, cho nên,
Người đem sẽ trở thành ta thứ nhất giết chết người. Kinh Câu nhìn chằm chằm Son Gohan, trong đôi mắt bắn ra căm phẫn tinh quang. Hắn thấy, hôm nay tất cả mọi chuyện, kẻ cầm đầu chính là Son Gohan. Cho nên, vô luận như thế nào, hôm nay đều phải đưa hắn hoàn toàn giết chết. Son Gohan khóe miệng dương dương, tự tốn nói, muốn giết ta cũng không phải là không thể, bất quá trước lúc này ta nghĩ hỏi ngươi một cái vấn đề. Namek tinh như thế nào đây? Ngươi là nói viên kia thúy lục sắc rác rưởi tinh cầu sao? Kinh Cầu âm trầm nói, cũng sớm đã hóa thành bụi bặm vũ trụ, đương nhiên, hôm nay, tinh cầu này cũng sẽ bước nó vết xe đổ. Quả nhiên là hủy diệt sao? Son Gohan băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Kinh Câu, nắm tay chắc chẽ nắm lên. Trong phút chốc, lấy Son Gohan làm tâm điểm, một cổ bàng bạc cùng một chỗ bao phủ mở ra. Còn không có biến thành Super Saiyan, kia cổ khí đã mạnh hơn Trăng cùng Vegeta. Cái này thời gian mấy tháng, Gohan thật giống như lại trở nên mạnh mẽ. Ân tương đương hắn trạng thái bình thường sức chiến đấu, tựa như tử đã vượt qua Vegeta cùng Goku Super Saiyan trạng thái. Tiểu tử này, là yêu nghiệt sao? Chấm chấm chấm, Kinh Câu, tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hoảng sợ. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Chương 47, tuyệt vọng Kinh Câu. Ha, Son Gohan nhẹ nhàng thoải mái biến thành Super Saiyan. Con ngươi màu xanh lam trong hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Cổ họng, ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, cứ như vậy sao? Kinh Câu cười cười, buông tay một cái. Nhìn chỉ là biến thân Super Saiyan một Son Gohan. Cho dù là thực lực của hắn đã vượt qua mới vừa rồi độc tí thiếu niên, nhưng là tuyệt đối còn chưa tới có thể đánh bại chính mình trình độ. Huống chi tiểu quỷ này mới vừa rồi vậy mà nói muốn làm cho mình tuyệt vọng, hoảng sợ. Cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin làm cho mình tuyệt vọng, hoảng sợ. Như người vậy biến thân, ta chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại rất thất vọng nha. Kinh Câu hướng về phía Son Gohan lung lay ngón trỏ, hài hước ngữ khí. Nguyên lai một năm trước liền có thể đánh chết con mình Frieza Super Saiyan, liền chút thực lực này sao? A, thất vọng sao? Son Gohan nhàn nhạt cười một tiếng, như vậy chứ? Nha a a, Son Gohan hai quả đấm nắm thật chặt, kèm theo từng tiếng gầm nhẹ, toàn thân gân xanh bạo động, bắp thịt nhanh chóng bành trướng. Cả người lại là so với trước kia khôi ngô gấp đôi. Trong phút chốc thiên không ảm đạm phai mờ, từng đạo thiểm điện tùy ý lướt ngang. Màu xanh lá mạ khí tuyền cuồng bão bay lên, loại này kinh khủng đến cơ hồ vô địch khí thế, khiến đối diện Kinh Câu thân thể run lẩy bẩy. Cái gì, chuyện này, đây là Saiyan nên có năng lượng sao? Hoàn toàn không thể tin, một cái Saiyan tiểu quỷ, vậy mà sẽ có loại này không ai sánh bằng lực lượng. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Tiên Shin Han cùng Piccolo mấy người nhìn lúc này Son Gohan, tấm miệng rộng, con ngươi đều đang rung rung, đây là Son Gohan sao? Này cổ khí, thật là cường đại đến bọn họ không cách nào tưởng tượng. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ đây chính là Saiyan lực lượng chân chính sao? Trong truyền thuyết Super Saiyan, hắn vậy mà lần hai biến thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Vegeta mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Thân thể khẽ run, làm thuần chủng Saiyan, bản năng đối với loại này truyền Super Saiyan lực lượng kinh khủng cảm giác hoảng sợ. Một loại vô hình áp lực thật lớn lan tràn trong lòng hắn mở ra. Qua nha nha, Gohan vậy mà đạt tới loại cường độ này. Thật là siêu cấp lợi hại a. Son Goku nắm chặt quả đấm, nhìn Son Gohan, kinh ngạc lên tiếng. Nha, kèm theo cuối cùng một tiếng quát lên. Son Gohan tóc biến thành màu xanh lá mạ. Theo gió rung. Đồng thời thiên không cũng khôi phục ban ngày, thiểm điện cũng biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Từng cổ một kinh khủng màu xanh lá mạ khí tuyền vây quanh Son Gohan quanh thân uốn lượn lên. Thế nào Kinh Câu đại vương? Người đây là sợ sao? Son Gohan biến thành truyền Super Saiyan sau đó, ngũ quan càng củ ấu góc rõ ràng, cả người khí thế càng âm lãnh, khóe miệng vén lên một vòng tà mị độ cong. Nhìn đối diện kia khẽ run Kinh Câu. Lãnh ngôn nói, liền ngươi bây giờ loại này tuyệt vọng biểu tình, thế nào không phụ lòng Frost Demon cái này từ đây. Đáng ghét, cho dù là hai quả đấm nắm thật chặt, Kinh Câu như cũ không có cách nào khống chế thân thể run rẩy, đó là một loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Gohan loại này hình thái, tựa hồ so tại Namek tinh càng cường.
Krillin gặp qua Son Gohan chuyển Super Saiyan hình thái, cho nên cũng không có Piccolo đám người kinh ngạc. Nhưng là lúc này Son Gohan, khí tức so tại Namek tinh cường rất nhiều. Không thể nào, nhất định là ảo giác, một cái Saiyan tiểu quỷ thế nào sẽ có kinh khủng như vậy thực lực, ta tại sao có thể bị một cái dã hầu tử hù dọa. Kinh cầu cắn cắn răng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên năng lượng thật lớn cầu. Ha nha nha nha, đi chết đi cho ta. Năng lượng cầu rời khỏi tay, chính xác không có lầm đánh Son Gohan trên người. Chỉ là kinh cầu công kích tiếp cận Son Gohan quanh thân vây quanh màu xanh lá mạ khí tuyền, liền trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay sau đó, một viên hai khỏa ba viên, liên tục không ngừng năng lượng cầu đập tại Son Gohan quanh thân khí tuyền, lại tất cả giống như đá chìm đáy biển. Kinh cầu liên tiếp kinh khủng công kích, đừng nói là đánh tới Son Gohan, ngay cả Son Gohan quanh thân khí tuyền đều không cách nào phá vỡ. Lần này hắn tự hồ hiểu được, trước mắt tiểu tử, trước cũng không có nói khoác lác. Bởi vì chính mình trong lòng, giờ phút này thật lượn lờ một cổ kịch liệt hoảng sợ, tuyệt vọng. Giữa hai người thực lực, khác nhau trời vực, như vậy thì không có sao. Kinh cầu đại vương, thật đúng là làm người ta thất vọng a. Son Gohan từng bước hướng kinh cầu đi tới. Khóe miệng mang theo tà mị cười, trong giọng nói tất cả đều là khinh thường. Chỉ là kinh cầu lúc này có thể không có thời gian đi quan tâm hoặc là phản bác những thứ này. Trước mắt tiểu quỷ thực lực đã đạt tới khiến hắn tuyệt vọng bước. Cái gì phá hoại địa cầu, cái gì đánh chết sở hữu Saiyan, những này trước lời thề son sắt ý tưởng, giờ phút này đã sớm bị hắn toàn bộ quên. Hắn hiện tại chỉ muốn có thể thoát đi cái này tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng địa phương. Xoát, kinh cầu một cái xoay người, vậy mà hướng vũ trụ phi thuyền địa phương bay qua. Cái này cái địa phương, hắn một khắc đều không đợi được. Chỉ là, kinh cầu mới vừa quay người lại, chính là nhìn thấy tấm kia mang theo tà mị tươi cười khuôn mặt. À à à, kinh cầu ngược lùi lại mấy bước, trong cổ họng truyền ra thanh âm hoảng sợ. Hắn vậy mà hoàn toàn không có cảm nhận được tiểu tử này là lúc nào xuất hiện ở trước người mình. Nhưng hắn vẫn giống như quỷ mị xuất hiện. Con người của ta tương đối nhân từ, cho nên, màn trò chơi này, dừng ở đây. Son Gohan lời nói băng lãnh, lòng bàn tay nhắm ngay kinh cầu ngực, một đạo thảo năng lượng màu xanh lục xuất hiện ở lòng bàn tay. Không, không nên giết ta. Chương 48, thông minh Piccolo. Kinh cầu khẩn trương mồ hôi từ tấn góc chảy xuống. Trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng mùi. Chỉ cần ngươi bỏ qua ta, ta có thể đem ta sở hữu tinh cầu đều cho ngươi, van cầu ngươi, không nên giết ta. Đường đường Frost Demon nhất tộc tộc trưởng, vậy mà uất ức như vậy, còn kém quỷ dưới đất cầu xin tha thứ. Hắn hiện tại, chỉ muốn giữ được một cái mạng. Xin lỗi, so với những tinh cầu kia, ta bây giờ đối với mạng ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Son Gohan lạnh lùng thanh âm rơi xuống. Lòng bàn tay thảo năng lượng màu xanh lục trực tiếp hướng về phía kinh cầu ngực bắn qua. Cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào. A, kèm theo một tiếng kinh hoàng kêu thảm thiết, kinh cầu ngực xuất hiện một cái cháy xém lỗ thủng đen. Sinh mạng tại một chút trôi qua, kinh cầu cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hối hận tại sao mình không xa vạn giảm tới đây cái rác rưởi tinh cầu, vì cái gì ban đầu không có ngay từ đầu liền trực tiếp đưa nó hủy diệt. Nhưng là tựa hồ hết thảy đã quá trễ. Theo Son Gohan lần hai công kích, kinh cầu trọng thương thân thể, trực tiếp hóa thành đầy trời cho bụi. Một phương cường giả, lúc đó vẫn lạc. Hô, Son Goku thật sâu hô một hơi, biến trở về trạng thái bình thường. Mọi người cảm giác loại kia cực lớn uy áp cũng theo Son Gohan biến thành trạng thái bình thường mà trong nháy mắt biến mất. Qua, tốt kinh hiểm a. May người tới kịp lúc a Gohan. Son Goku mấy người đi tới Son Gohan bên người, sờ sờ mồ hôi trán. Nếu không phải Son Gohan kịp thời xuất hiện, địa cầu lần này thật đúng là nguy hiểm đây. Dù sao sau khi biến thân kinh cầu, chính là Son Goku cùng Vegeta hai người cộng lại đều không đánh lại nhân vật lợi hại. Son Gohan thật muốn tới một câu, mẫu chí chướng, cũng không phải ngươi cưỡng ép trang bức hậu quả. Hừ, Kakalo. Còn không phải là bởi vì ngươi cho kinh cầu biến thân cơ hội mới gây ra mới vừa rồi nhiều như vậy sự tình. Vegeta chừng hai mắt liếc mắt nhìn Son Goku, có chút tức giận trách cứ. Chính mình thiếu chút nữa thì bị hại chết, đến trong lòng bây giờ còn ổ lấy hỏa đây. Hắc hắc, đừng nói như vậy chớ Vegeta. Bất quá tên kia vẫn là rất lợi hại đây.
Son Goku nhìn Vegeta cười giả dối, trong lòng suy nghĩ nếu là lại có thể cùng Kinh Câu đánh một trận thật tốt ha. Ngoặc kép, ai Goku, ta cảm giác tên kia là lợi hại, nhưng là lợi hại nhất vẫn là Gohan. Krillin đi nhanh lên Son Gohan trước mặt, kích động nói. Tiểu tử này, chung quy là có thể tại nguy hiểm thời điểm ra bọn hắn bây giờ trước mặt, mà còn mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an. Bất quá khiến người khó chịu là, mỗi một lần thấy hắn, thực lực đều sẽ có một loại chất tăng lên. Mỗi một lần thấy hắn, tựa hồ luôn là có thể mang cho bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Ai, tiểu tử này thiên phú tu luyện, thật đúng là để cho người hâm mộ a. Thật không nghĩ tới có một loại thực lực, gọi là chuyên cần có thể bổ vung. Trải qua một chút suyệt hàn chi sau, Vegeta rốt cuộc thì trước nhất nhớ tới kia hai cái xa lạ ra hỏa. Không sai, chính là cũng có thể biến thành Super Saiyan tương lai Son Gohan cùng chăng. Hai người các ngươi là ai? Làm sao sẽ biến thành Super Saiyan? Trên cái thế giới này không thể nào lại có cái khác Saiyan. Vegeta hoành mi lãnh mục đích nhìn hai người. Hắn có thể khẳng định trong vũ trụ này hắn và Kakalo, còn có cái kia không chọc nổi tiểu quỷ Son Gohan là cuối cùng còn sống Saiyan. Mà lúc này đây, tất cả mọi người ánh mắt mới từ Son Gohan trên người rời đi, nhìn về phía tương lai Gohan cùng chăng. Mới vừa rồi bởi vì quá kinh ngạc với Son Gohan thực lực, ngược lại đem hai cái này thiếu niên đều có thể biến thành Super Saiyan sự tình cấp quên mất. Ồ, đây không phải là trước đi qua nhà ta cái kia tiểu đệ đệ sao? Bulma liếc mắt liền nhận ra chăng, nhìn trước mắt thiếu niên, vẫn là loại kia không nói ra cảm giác thân thiết thấy. Gohan, là ngươi sao? Cái này cái thời điểm Piccolo tiến lên một bước, đi tới tương lai Son Gohan trước mặt, trên mặt mang theo cũng ít khi thấy hiền hòa. Loại kia vi diệu cảm giác, là tuyệt đối không sai. Piccolo thúc thúc, tương lai Son Gohan nhìn tấm kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt, nước mắt tại trong hốc mắt lờn vờn. Cái kia đã từng chính mình một gặp nguy hiểm liền sẽ lịch sử xuất hiện Piccolo thúc thúc. Tốt nhiều năm không gặp, hắn vậy mà liếc mắt liền nhận ra mình. Cái gì, ngươi là Gohan? Son Goku quát to một tiếng, không thể tin nhìn tương lai Son Gohan. Bất quá, nhìn kỹ một chút thật đúng là rất giống đây. Ba ba, đã lâu không gặp, tương lai Son Gohan quay đầu nhìn về phía Son Goku. Ba ba vẫn là cùng lúc trước giống nhau như đúc. Một chút cũng không thay đổi. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra a? Ngươi là Gohan, ngươi cũng là Gohan. Krillin ánh mắt tại hai cái Son Gohan qua lại quan sát một phen, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đúng như vậy, ta là đang ngồi máy thời gian từ 17 năm sau tương lai chuyển kiếp tới. Ta là 17 năm sau Son Gohan. Tương lai Son Gohan ánh mắt đảo qua mọi người kinh ngạc khuôn mặt, giải thích. Cái gì? 17 năm sau Son Gohan, máy thời gian, ta liền nói nhìn hắn có chút quen mặt đây. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn tương lai Son Gohan thời điểm, Vegeta ánh mắt chính là chết nhìn chòng chọc chăng. Tiểu tử kia, cho hắn một loại rất cảm giác đặc biệt. Loại cảm giác này từ lần thứ nhất thấy hắn liền có. Tiểu tử kia là 17 năm sau tương lai Son Gohan. Son Goku nhi tử có thể biến thành Super Saiyan, bình thường. Như vậy hắn đây, Nani, chẳng lẽ hắn là, Vegeta sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, lần hai nhìn về phía trăng. Tiểu tử này, vậy mà cùng chính mình lớn lên như thế giống nhau, chẳng lẽ cũng là đến từ 17 năm sau. Hắn chính là, con mình sao, Vegeta cũng đã minh bạch, khó trách tiểu tử này cũng có thể biến thành Super Saiyan. Nghĩ như vậy, liền toàn bộ nghĩ thông suốt, Piccolo đem ánh mắt nhìn về phía Vegeta. Nhìn Vegeta hay thay đổi biểu tình. Nhìn thêm chút nữa bị Vegeta chành đến mặt đầy ngượng ngùng chăng. A, nguyên lai là như vậy a. Chương 49, Chi Chi sám hối. Tiếp theo thời gian, tương lai Son Gohan đem Android tương hội tại 3 năm sau lúc xuất hiện cùng mọi người giảng thuật một lần. Đương nhiên, liên quan tới chăng sự tình cũng không có đề cập, dù sao làm như vậy rất có thể khiến chăng biến mất. Cái gì? Android? Chúng ta đều sẽ bị giết chết sao? Mọi người nghe xong tương lai Son Gohan giảng thuật, vô cùng khiếp sợ, Doctor. Zero một cái kẻ hèn người địa cầu lại có thể chế tạo ra so vũ trụ đế vương Frieza còn có cường Android. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người cánh tay chính là người trong miệng Android làm đi. Piccolo nhìn chằm chằm Son Gohan cái kia trống rỗng tay áo, ánh mắt ngưng trọng hỏi.
Ừ, Android thật sự là quá lợi hại, ta một cái người căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Tương lai Son Gohan gật đầu một cái, kia hai cái Android, thật rất mạnh. Thậm chí ngay cả Gohan biến thành Super Saiyan cũng không đánh lại sao. Ánh mắt mọi người ngưng trọng hỏi. Dù sao tương lai Son Gohan đang cùng Kinh Câu trong chiến đấu biểu hiện ra thực lực, có thể là vượt qua xa Son Goku cùng Vegeta. Ngay cả hắn đều không cách nào đối phó Super Saiyan, nên mạnh bao nhiêu. Gohan, ý ngươi là Android sẽ ở 3 năm sau xuất hiện đúng không? Piccolo bóp nắm quả đấm, nghiêm túc hỏi. Ừ, là Piccolo thúc thúc. Tương lai Son Gohan cực kỳ tôn kính gật đầu một cái. Tốt, ta đây cũng hẳn đi hào hào tu luyện. Piccolo ánh mắt kiên định, cùng mọi người vung tay sau đó, một bộc khí, hướng thiên thần điện bay đi. Hắn cũng không có lựa chọn cùng Son Goku Son Gohan đám người cùng một chỗ tu luyện, bởi vì bọn họ giữ hiện tại chênh lệch quá nhiều, cùng một chỗ tu luyện nói ngược lại hiệu quả không tốt lắm. Lần chiến đấu này hắn căn bản cũng không có xuyên điện thoại sẽ, bởi vì bọn họ thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Bất kể nói thế nào, Piccolo cũng là người tâm cao khí ngạo, cho dù là sẽ không nói ra, cũng tuyệt đối khó chịu bị Son Goku đám người xa xa ném ở phía sau cái mông. Cho nên lần sau Android xuất hiện, hắn lại không giống lần này một dạng, chỉ cam tâm làm một cái kêu 666 cá mặn. Tốt, nếu như vậy, chúng ta đây cũng muốn nắm chặt tu luyện. Tiên Shinhan cùng Yamcha cũng cầm nắm quyền đầu, bọn họ lúc trước chính là cùng Son Goku một cái trình độ võ thuật ra, trong nội tâm tự nhiên không cam lòng một lần hạng nhì lấy bị Saiyan bảo vệ. Này, ta nói các ngươi những người này có phải là có tật xấu hay không a? Lúc này Bulma đột nhiên đứng ra hướng về phía mọi người giống một câu. Nếu biết những kia kinh khủng Android là kia cái gì tiến sĩ chế tạo ra, chúng ta bây giờ lợi dụng thần long tìm tới cái kia tiến sĩ, sau đó giết chết hắn không phải không có sau đó đến sự tình sao? Qua, Bulma, cái chủ ý này thật là quá tuyệt, lời như vậy chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy tu luyện 3 năm. Krillin kích động nói, ngu ngốc, các ngươi nếu ai tự mình đa tình làm loại chuyện này, ta liền đem các ngươi giết chết. Vegeta vừa nghe đến Bulma cùng Krillin nói, lập tức căm phẫn gầm thét. Làm chiến đấu dân tộc, tại chiến đấu trước mặt từ không thối lui. Này, người tại nói người nào tự mình đa tình. Đây không phải là trò chơi, chính là quan hệ đến địa cầu an nguy sự tình. Bulma ngược lại không sợ chút nào Vegeta uy hiếp, lớn tiếng đỉnh trở về. Sau đó Bulma dưng dưng kích động nắm lên Son Goku cánh tay. Goku, người cũng cho là như vậy đúng không? Son Goku trầm tư một tiểu sẽ, xin lỗi nói, thật xin lỗi Bulma, kỳ thực ta cũng muốn chiến đấu. Bulma, Goku nói không sai, chúng ta cũng muốn khiêu chiến chính mình cực hạn, nếu quả thật bất hạnh bị giết chết, cũng chỉ có thể trách chúng ta năng lực không đủ. Tiên Shinhan bóp nắm quả đấm, nghiêm túc nói, làm một tên võ thuật gia, nếu như gặp phải nguy hiểm liền trong đầu nghĩ vứt bỏ nói. Tương lai cũng tuyệt sẽ không có quá đại thành tựu. Ngài, tại sao có thể có các ngươi loại người này? Bulma không nói gì nhìn mọi người. Tùy các ngươi liền đi. Ngược lại ta cái này bình thường tiểu thị dân cũng quản không các ngươi. Dựa theo lý tính mà nói, Son Gohan kỳ thực phi thường tán đồng Bulma cách làm, dù sao như vậy có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Nhưng là cảm tính mà nói, Android số 18 đúng là một khiến người cảm mến đại mỹ nữ. Nếu là thật cứ như vậy bị tiêu diệt nói, thật đúng là vô cùng tiếc nuối a. Bởi vì Son Goku Vegeta đám người giữ vững, Bulma đề nghị cũng bị phủ quyết. Bất quá Bulma cùng Krillin nghĩ lại, Gohan bây giờ trở nên mạnh như vậy, cho dù là thật xuất hiện Android, tin tưởng hắn cũng có thể đối phó. Mà còn Vegeta người này nếu là trên địa cầu không có địch nhân chung, không chừng sẽ gây ra loạn gì đây. Chấm 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 chấm. Tất cả mọi người ai đi đường nấy, là 3 năm sau ước định cố gắng tu luyện đi. Son Goku cùng Son Gohan đem tương lai Son Gohan cùng Trăng mang về nhà. Dù sao Chi Chi cái này làm mẫu thân cũng một năm chưa từng thấy qua con mình. Chấm chấm chấm, ngươi thật là ta Gohan. Chi Chi cắn góc áo, nhìn trước mắt cao ra bản thân một cái đầu tương lai Son Gohan, trong mắt hiện lên nước mắt. Cái kia ánh mắt, không sai. Hắn chính là ta Gohan, là mẫu thân có thể thông qua một cái ánh mắt liền có thể nhận ra mình hài tử. Chính là, ngươi thế nào, ngươi trên mặt vết sẹo,
còn có. Ngươi cánh tay đây. Chi Chi hai tay rung rung nắm tương lai Son Gohan kia trống rỗng ống tay áo. Nhìn con mình bộ dáng như vậy, thật sự là vô cùng thương tiếc. Mẹ, không việc gì, ta đã thành thói quen. Tương lai Son Gohan cười an ủi Chi Chi. Mà lúc này, Son Gohan nhìn một chút trong cả căn phòng một chồng sách bản cùng học tập tài liệu, ngữ khí bình thản nói, bởi vì hắn tại Namek Tinh sau khi trở về liền phóng khí tu luyện, tại ngươi dưới Dâm Uy đi làm cái gì học giả, cho nên khi địa cầu xảy ra tai nạn thời điểm, hắn liền trở thành cái bộ dáng này lạc tương đương. Này, ngươi tại sao có thể như vậy cùng mẫu thân nói chuyện? Tương lai Son Gohan ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Son Gohan mắng. Tốt đi, vậy thì tính ta nói sai. Son Gohan buông tay một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Hiểu, Gohan, thật là thế này phải không? Chi Chi cô nén nước mắt, đều là mẫu thân hại ngươi. Là mẫu thân sai, chương 50, phục sinh Namek tinh nhân. Này, Gohan, ngươi sẽ đi ngay bây giờ đi theo Goku tu luyện. Dựng thẳng ngày sáng sớm, Chi Chi liền đem Son Gohan thúc giục, biểu tình hết sức nghiêm túc, giống là hoàn toàn đổi tính một dạng vậy mà khiến Son Gohan đi tu luyện. Loại này đột ngột biến chuyển thật đem Son Gohan dọa cho giật mình. Xem ra tương lai Son Gohan gặp sự tình cũng để cho nàng hoàn toàn thấy ra. Ngạch, tốt đi, Son Gohan nhìn vẻ mặt nghiêm túc Chi Chi, kinh ngạc gật đầu một cái. Hắn hiện tại đầu tiên phải làm, chính là đi tìm đến Long Châu, sau đó lợi dụng địa cầu Long Châu đem bị kinh câu hủy diệt Namek Tinh trả lại như cũ. Vừa đến Namek Tinh hủy diệt hắn cũng có không thể đẩy chút trách nhiệm. Thứ hai hắn còn cần Namek Tinh Long Châu đi hoàn thành rất nhiều chuyện. Chấm chấm chấm, sáng sớm, Son Gohan cùng tương lai Son Gohan, chăng ba người đi tới Bulma trong nhà. Bulma giờ phút này cũng không biết ở trong phòng thí nghiệm đào cổ những thứ gì. Bulma, ta nghĩ mượn ngươi Long Châu Radar dùng một chút. Nhà là Gohan à, Long Châu Radar chính ở bên kia ngăn kéo, chính ngươi lấy một chút đi. Bulma tựa hồ bề bộn nhiều việc. Chỉ là chỉ đối diện ngăn kéo, nói. Dựa theo Bulma nhắc nhở, Son Gohan bắt được Long Châu Radar. Chỉ là vừa ra phòng thí nghiệm, liền thấy từ trọng lực thất đi ra mồ hôi đầm đìa Vegeta. Này, người tới đây một chút, theo ta tu luyện. Vegeta lạnh lùng liếc mắt nhìn Trăng, thể mệnh lệnh giọng nói. Ta, Trăng biểu tình ngưng trọng, sau đó kinh hỉ gật đầu một cái. Được, tốt, Vegeta tiên sinh. Cùng Vegeta cùng một chỗ tu luyện, đây là hắn không chút suy nghĩ qua sự tình. Không nghĩ tới hữu sinh chi niên còn có thể cùng ba ba cùng một chỗ tu luyện, Trăng dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn. Tốt đi, Trăng, vậy ngươi liền theo Vegeta tu luyện đi, tìm Long Tamae tình, hai ta đi là được rồi. Son Gohan cũng minh bạch Trăng đối với giờ khắc này mong đợi. Mà còn có Long Châu Radar, chắc hẳn rất nhanh liền có thể tìm được 7 viên Long Châu. Chấm chấm chấm, vẻn vẹn 2 ngày thời gian, Son Gohan cùng tương lai Son Gohan tìm đều 7 viên Long Châu. Đi ra đi thần Long, Son Gohan đối trên mặt đất thất Long Châu kêu một tiếng. Dứt lời, một vệt kim quang bay lên, rồi sau đó, đạo kia vàng óng biến thành một cái màu xanh lá cây thần Long. Mặc dù nhan sắc vẫn là cái kia nhan sắc, nhưng so với Namek Tinh Cáp Mô Quái Polunga, chính là đẹp mắt rất nhiều. Nói ra ngươi nguyện vọng. Bất kỳ nguyện vọng ta đều có thể giúp ngươi thực hiện, bất quá chỉ có một. Tốt, như vậy ngươi đem bị kinh câu hủy diệt Namek Tinh phục hồi như cũ. Son Gohan trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Địa cầu thần Long năng lực dù sao cũng có hạn, mà còn Long Châu vốn chính là từ Namek Tinh cầu sáng tạo, cũng không biết hắn có hay không có năng lực này. Tốt, ta thử xem. Đô, thần Long đôi trong mắt lóe lên một vòng hồng mang, hồi lâu sau. Thần Long mở miệng. Namek Tinh cầu người đã bị toàn bộ phục sinh, chính là Namek Tinh bằng vào ta năng lực không có cách nào phục hồi như cũ. Cái gì? Son Gohan chân mày hơi nhíu mặt nhăn, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Bất quá cũng còn khá, Namek Tinh nhân chỉ cần phục sinh, bọn họ đại trưởng lão có năng lực lần hai chế tạo ra Long Châu. Hỏi như vậy Namek Tinh cầu người xuất hiện tại cư ở tại nơi nào? Chỉ cần có thể biết bọn họ đại khái vị trí. Lại theo kia cái vị trí bắt được bọn họ khí, hắn liền có thể thuấn gian di động đi qua. Cái này, ta cũng không biết, thần Long lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng không quá rõ Namek Tinh nhân bị phục sinh tới chỗ nào. Vậy cũng tốt,
Cảm ơn ngươi Thần Long. Son Gohan gật đầu một cái, đối Thần Long nói cảm ơn. Như vậy, gặp lại. Nói xong, Thần Long hóa thành 7 chùm ánh sáng, bay về phía khác nhau địa phương. Thần Long cũng không biết Namek tinh nhân tung tích, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì. Tương lai Son Gohan gãi đầu một cái, thật đúng là để cho người làm khó nha. Cái này ngược lại cũng dễ dàng, tay dán ta sau lưng. Son Gohan hướng về phía sau lưng tương lai Son Gohan nói một câu. Chỉ cần Namek tinh nhân phục sinh, nghĩ như vậy phải dành qua Bắc Giới Vương vô tuyến năng lực cảm nhận, mới có thể biết bọn họ đại khái vị trí. Đến lúc đó tìm lại được bọn họ khí thuấn gian di động đi qua là được rồi. Xoát, Son Gohan đầu ngón tay nhẹ một chút mi tâm, thân thể hai người hư hoảng mấy cái, tại chỗ biến mất. Mà lúc này tại Bắc Giới Vương tinh, Bắc Giới Vương đang cùng cổ Rigger lực cùng ba Mirrors chơi hăng say. Hương phấn, Giới Vương đại nhân. Son Gohan hai người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Bắc Giới Vương trước mặt. Bắc Giới Vương vừa thật bị đột nhiên xuất hiện hai người dọa cho giật mình. Ngươi, các ngươi, Gohan, người thế nào đột nhiên xuất hiện? Bắc Giới Vương lúc này thật muốn tới câu MMP, không biết người dọa người sẽ hù chết người a. Bất qua thấy rằng hai người thực lực, hắn vẫn lựa chọn nhẫn. Đúng như vậy, ta tại một năm trước từ Yadrat tinh nhân nơi đó học được thuấn gian di động, Giới Vương đại nhân, ta lần này tới là ngươi giúp một chuyện. Son Gohan cũng nói thật, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Há? Nguyên lai như vậy à? Nói đi, chuyện gì? Bắc Giới Vương ngược lại cũng sảng khoái, nghĩ đến hắn chỉ có cùng Son Goku kia đậu bỉ chung một chỗ mới sẽ lộ ra đậu bỉ một mặt. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm thoáng cái Namek tinh nhân hiện tại ở vị trí. Ồ, Namek tinh nhân không phải toàn bộ bị kinh câu giết chết sao? Bắc Giới Vương không giải thích nói. Đúng như vậy, ta mới vừa rồi đã lợi dụng địa cầu Long Châu khiến sở hữu bị kinh câu giết chết Namek tinh nhân phục sinh. Chỉ là trên địa cầu ta không cách nào bắt được bọn họ khí tức, cho nên tới tìm ngươi giúp đỡ. Son Gohan mới vừa rồi trên địa cầu cũng đã đi tìm Namek tinh nhân khí, chỉ là khiến hắn thất vọng là cũng không có tìm được. Là như vậy à, tốt đi, ta thử xem. Bắc Giới Vương gật đầu một cái, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu tìm kiếm Namek tinh nhân vị trí. Đỉnh đầu đâm tụ thoáng hiện lên hai đạo ánh sáng màu bạc, sau đó nhỏ nhẹ rung rung mấy lần. Bởi vì dùng sức quá độ một bộ táo bón miểu tình. Tìm tới, chính ở bên kia. Bắc Giới Vương đột nhiên mở hai mắt ra, theo một cái phương hướng chỉ đi. Bên kia sao, mặc dù xa một chút, nhưng là chỉ cần biết bọn họ đại khái vị trí, mới có thể bắt được bọn họ khí tức. Son Gohan theo Bắc Giới Vương chỉ phương hướng tìm kiếm một lần. Quả nhiên là phát hiện mấy đạo vô cùng yếu ớt khí tức. Tìm tới, tương lai Son Gohan vội vàng đem tay dán vào Son Gohan sau lưng, thân thể hai người lần nữa biến mất. Ai, cái này hai tiểu tử so Goku tên kia thật giống như thành thục nhiều. Bắc Giới Vương nhìn hai người biến mất địa phương, hân hân nói. Chương 51, Polunga biến mất, siêu, cơ hồ là trong nháy mắt thời gian. Son Gohan cùng tương lai Son Gohan liền xuất hiện tại một viên nhìn qua có chút vắng lặng tinh cầu. Bất quá vui mừng là, trước mặt đứng đấy mấy cái xanh mượt Namek tinh nhân, chính mặt đầy khiếp sợ nhìn hai người. Ngươi, các ngươi là người nào? Mở miệng là một cái trên mặt phủ đầy nếp nhăn Namek tinh lão người. Hướng đi Son Gohan hai người hỏi. Đại trưởng lão, bên người mấy người trẻ tuổi Namek tinh nhân cảm thụ hai người khí tức kinh khủng. Muốn ngăn cản đại trưởng lão hướng đi hai người. Những người này không biết mình cũng chẳng có gì lạ. Dù sao mình lần trước đi Namek tinh thời điểm cũng liền gặp qua lúc trước đại trưởng lão Đen Đê cùng nêu ba cái người mà thôi. Mọi người không cần khẩn trương. Ta là tới từ địa cầu Son Gohan. Chúng ta không có ác ý. Nhìn từng cái khẩn trương nhìn chăm chú hai người bọn họ Namek tinh nhân, Son Gohan mau mau giải thích. Gohan, cái này cái thời điểm trong đám người đột nhiên truyền tới một đạo non nớt thanh âm, hết sức quen thuộc, Son Gohan vừa nghe chính là Đen Đê thanh âm. Đen Đê từ trong đám người đi ra, kích động nhìn Son Gohan. Ồ Đen Đê, ngươi cũng còn khá đi. Son Gohan kỳ thực cũng rất ưa thích cái này xanh mượt tiểu Đen Đê. Sau đó địa cầu thiên thần cùng Piccolo dung hợp sau đó, nói không chừng còn muốn hắn đi làm thiên thần đây. Ân, Đen Đê vui vẻ gật đầu, kích động hỏi Gohan. Là ngươi dùng cầu Long Châu để cho chúng ta phục sinh à?
Son Gohan vừa nghe, không nghĩ tới tiểu tử này còn thật thông minh, lại có thể nghĩ đến là mình làm. Cái gì, là ngươi để cho chúng ta phục sinh? Namek tinh nhân từng cái hai mặt lẫn nhau khuy, khó trách vốn là bọn họ đã bị quái vật kia giết chết, ngay vừa mới rồi bọn họ vậy mà không giải thích được toàn bộ đều phục sinh. Hơn nữa còn bị đưa đến viên này xa lạ tinh cầu. Vừa muốn cởi viên tinh cầu này thời điểm, Son Gohan hai người liền đến. Đại trưởng lão, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đền đề cao hứng nắm lên Son Gohan tay, đi tới trước mặt đại trưởng lão, nói, hắn là ta bạn tốt, đến từ địa cầu Son Gohan, một năm trước tại Namek tinh giết chết Frieza, khiến sở hữu Namek tinh nhân phục sinh chính là hắn đây. Ồ, nguyên lai Frieza là bị hắn giết chết nha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tại chỗ Namek tinh nhân đều là nhìn Son Gohan, tán dương. Kia Frieza chính là được xưng vũ trụ đế vương gia hỏa, thực lực mạnh bao nhiêu tự nhiên không cần nói nhiều. Trước mắt cái này 6-7 tuổi tiểu gia hỏa lại có thể giết chết Frieza, quả thật đủ bọn họ khiếp sợ. Ta làm Namek tinh tân nhiệm đại trưởng lão, ta thay sở hữu Namek tinh nhân cảm ơn ngươi, Gohan. Đại trưởng lão chân thành nói tạ ơn, đại trưởng lão ngài không cần phải khách khí. Nhắc tới Namek tinh bị phá hư, ta cũng có trách nhiệm đây. Son Gohan xấu hổ cười một tiếng sau đó, nói tiếp, bất quá đại trưởng lão, ta lần này tới còn có một cái rất chuyện trọng yếu muốn nhờ, hy vọng ngài có thể giúp đỡ. Ngươi nói đi, người đối với chúng ta Namek tinh có sống lại ân, chỉ cần chúng ta đủ khả năng, nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đại trưởng lão gật đầu một cái, nghiêm túc nói, cái gọi là từng chút ân, sẽ làm dũng tuyển tương báo. Đạo lý này bọn họ vẫn là biết. Đúng như vậy, ta hiện nay gặp phải một vài vấn đề, muốn mượn Namek tinh thần long Polunga năng lực địa phương có thể giải quyết, không biết đại trưởng lão có thể hay không đem Namek tinh long châu ta mượn dùng một chút. Namek tinh long châu năng lực mạnh, mà còn có thể cho phép ba cái nguyện vọng, nói không chừng có thể thực hiện tại mình muốn thực hiện nguyện vọng. Cái này, đại trưởng lão do dự một chút, trên mặt phủ đầy vẻ lo lắng, nói. Không phải ta nhỏ mọn, mà là Namek tinh Long Châu đã theo Namek tinh cầu cùng một chỗ biến mất. Tiêu, biến mất, Son Gohan mãnh liệt sững sờ, thế nào đem cái này một vụ quên. Thật đúng là nhức đầu a. Đại trưởng lão phía sau lại tiếp một câu. Bất quá, chỉ cần cho ta 100 ngày thời gian, ta cũng có thể làm ra mới Long Châu. Ta đi, Son Gohan trong lòng nhất thời 1000 đầu thảo nê mã lao nhanh qua, ngươi một cái lão bất tử. Nói chuyện có thể không thở mạnh như vậy sao? Hù dọa mệt sức giật mình. Bất quá 100 ngày mà thôi, thời gian cũng không phải dài lắm. Trên địa cầu Son Goku Vegeta cùng Piccolo đám người chính đang điên cuồng tu luyện. Mặc dù mình hiện tại so với bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là tu luyện tuyệt đối không thể dừng. Phải biết chưa tới 10 năm, cái kia gọi là Mirus Miêu Nhân nên tới địa cầu làm loạn. Hắn có thể không có lòng tin có thể giống Son Gohan như vậy khai quải trực tiếp từ Super Saiyan 3 biến thành Super Saiyan God. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, phải làm cái gì chắc cái đó, từng bước tăng lên thực lực của chính mình. Nếu Long Châu còn muốn 100 ngày mới có thể cho chế tạo ra, chúng ta đây cần về trước địa cầu sao? Tương lai Son Gohan hỏi. Không cần, tinh cầu này địa vực bát ngát, nhưng là ở Namek tinh nhân cũng rất ít. Đúng lúc là một tuyệt hảo tu luyện chàng mà. Son Gohan khoát khoát tay. Nếu là trên địa cầu, lúc thời điểm tu luyện động tĩnh quá lớn sẽ quấy rối hoặc là thương tổn tới người bình thường. Nhưng là ở chỗ này liền hoàn toàn không cần lo lắng. Mà còn hắn cũng hy vọng, có thể tại cái này 100 ngày trong thời gian, khiến thực lực của chính mình nâng cao một bước. Đồng thời trợ giúp Son Gohan đột phá Super Saiyan 2 cái kia giới hạn. Chương 52, Super Saiyan 2. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Son Gohan hai người đã ở cái tinh cầu này đợi trọn 2 tháng. Ngươi liền chút thực lực này sao? Son Gohan lúc này biến thân trở thành truyền Super Saiyan, thảo mái tóc màu xanh lục không gió mà bay, từng cổ một cường hãn khí từ trên người hắn tản mát ra. Nhìn té xuống đất tương lai Son Gohan, lạnh lùng nói. Liền như ngươi vậy, có thể là bảo vệ không địa cầu. Thích thích thích, Son Gohan cố nén đau nhức, đứng lên lần nữa. Tại thời gian 2 tháng này trong, hắn không biết mình bị đánh ngã nhiều ít lần, lại bò dậy nhiều ít lần. Mỗi lần đối mặt, đều là kia băng lạnh ánh mắt và khinh thường ngữ khí. Rõ ràng là cùng một người,
giống vậy thiên phú, vì cái gì hắn có thể mạnh như vậy, mà ta lại yếu như vậy? Không, không phải là như vậy. Ta có chiến đấu dân tộc Saiyan huyết mạch, có nhất thiên phú kinh khủng. Ta là chiến đấu dân tộc Saiyan hậu duệ, ta cực hạn tuyệt đối không thể nào chỉ có như vậy. Tương lai Son Gohan răng cắn kêu lập cập, trong khoảnh khắc đó, hắn khí tức vậy mà mãnh liệt bộc phát ra, từng cổ một kinh khủng khí tuyển lấy Son Gohan làm tâm điểm, điên cuồng càn quấy mở ra. Như vậy thì đúng, Son Gohan cảm thụ cái này cổ cường đại khí, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Xem ra cái này một lần, hắn hẳn là có thể đột phá Super Saiyan 2 giới hạn. Ha ha, tương lai Son Gohan một tiếng căm phẫn gầm to, song toàn dùng sức nắm chặt, trong nháy mắt biến thành Super Saiyan. Mà này cổ khí, còn đang nhanh chóng tăng lên. Dưới chân địa mặt trong nháy mắt giống như mạng nhện giống nhau hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, đá vụn theo cuồng bạo khí tuyền bay loạn. Cả cái tinh cầu đều đang kịch liệt đung đưa. Từng đạo màu lam thiểm điện xuất hiện ở tương lai Son Gohan quanh thân. Một đạo, hai đạo, càng ngày càng nhiều thiểm điện đùng đùng vang dội. Xoát, cũng trong lúc đó, tóc màu vàng kim dựng đứng lên, chỉ để lại một nắm tóc mái tại lông mi trước lay động. Ánh mắt cũng so với trước kia kiên cố hơn, kiên quyết tàn bạo. Tóc thật cao dựng đứng, toàn thân mang theo thiểm điện. A, rốt cuộc đột phá Super Saiyan 2 sao? Son Gohan con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn trong nháy mắt bá khí rất nhiều Son Gohan. Xem ra cái này thời gian một năm tu luyện, thu hoạch cũng không tệ lắm. Ha, tương lai Son Gohan thon dài trong đôi mắt để lộ ra một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt bá khí, quát to một tiếng, quả đấm nặng nề vung hướng Son Gohan. Tốt, vậy hãy để cho ta đến xem thử, Super Saiyan 2 Son Gohan, mạnh như thế nào. Nha, Son Gohan không chút nào tránh, đồng dạng là nặng nề quả đấm nghênh đón. Oanh, một tiếng nặng nề vang lớn, hai cái quả đấm hung hãn đụng vào nhau. Một đạo năng lượng kinh khủng từ trong quả đấm tâm lan tràn ra, trong nháy mắt khiến cho mặt đất sụp xuống. Super Saiyan 2 cùng Super Saiyan 1 đơn giản là khác biệt trời vực a. Năng lượng ít nhất hẳn là tăng gấp đôi. Hai người lại là liên tục phá mấy trăm chiêu, Son Gohan đem chính mình lực lượng khống chế tại bảy thành dưới tình huống, hai người vậy mà nhất thời khó phân như nhau. Phải biết Son Gohan chính là truyền Super Saiyan. Hoặc, hai người lại là trọng quyền đụng nhau, mỗi người lùi lại mấy bước, lực lượng tương đương. Hôm nay liền tu luyện tới nơi này đi. Son Gohan quét nhìn liếc mắt cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, hướng tương lai Son Gohan khoát khoát tay. Nếu là hai người còn như vậy đánh xuống, đoán chừng là tinh cầu này đều phải bị bọn họ hủy đi. Hô, hai người thật sâu hô khẩu khí, biến trở về trạng thái bình thường, trong con ngươi kia mặt băng lãnh cùng bá khí cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta lại có thể giữ có như thế cường đại như thế lực lượng. Tương lai Son Gohan nhìn một chút chính mình nắm chặt quả đấm, không ai sánh bằng kích động. Nếu là trước kia hắn liền có cổ lực lượng này nói, tuyệt đối sẽ không để cho Android đánh chật vật như vậy. Người bây giờ loại trạng thái này, là vượt qua Super Saiyan, xưng là Super Saiyan 2. Một bên Son Gohan nhìn kích động tương lai Son Gohan, tiếp tục giải thích. Bất quá, Super Saiyan 2 có thể xa xa không phải chúng ta Saiyan cực hạn. Cường đại như vậy lực lượng, vậy mà không là cực hạn sao? Tương lai Son Gohan con người co rút, hắn không cách nào tưởng tượng, có thể vượt qua chính mình hiện tại tại cổ lực lượng này lực lượng, lại sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Dĩ nhiên không phải, Son Gohan gật đầu một cái, nhếch miệng lên một vòng tà mị độ cong. Phải biết Super Saiyan 2 trên còn có Super Saiyan 3, còn có đẹp trai nhất Super Saiyan 4, cùng với lĩnh hội thần cảnh giới Ultra Instinct. Cho nên, bọn họ phải đi đường, có thể còn dài mà. Chương 53, nguyện vọng thứ 2. Trên địa cầu, Vegeta cùng Trăng cái này hai cha con cũng đang liều mạng tu luyện. Vegeta tự nhiên không cần nói nhiều, thân là kiêu ngạo nhất Saiyan hoàng tử, chiến đấu mới là hắn cả đời theo đuổi. Mà còn, ghê tởm nhất là, Kakalo tên kia, một cái sinh ra sức chiến đấu chỉ có hai gia hỏa, bây giờ lại đi ở hắn đằng trước, mà còn ngay cả con của hắn, cũng hoàn toàn vượt qua chính mình. Cho nên, hắn nhất định phải đem cái này hai cha con vượt qua đi, lần nữa nhặt Saiyan hoàng tử danh dự. Tại trong trọng lực thất,
Vegeta một quyền đem Trăng đánh bay ra ngoài. Này, người thân là kiêu ngạo nhất Saiyan, dĩ nhiên cũng làm chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Vegeta mắt lộ ra hung sắc, nhìn chằm chằm té xuống đất Trăng. Kỳ thực trong lòng của hắn muốn nói là, người thân là Saiyan hoàng tử Vegeta nhi tử, có cao quý nhất Saiyan huyết thống, đã vậy còn quá không chịu nổi một kích sao? Lấy ra người toàn bộ thực lực tới. Vegeta lại là đối Trăng hét lớn một tiếng. Trăng quả đấm nặng nề chùy chùy mặt đất, trong ánh mắt cũng leo lên vẻ tàn nhẫn. Trước hắn một mực ở khống chế chính mình sức chiến đấu, bởi vì hắn sợ vạn nhất thương tổn đến phụ thân, sẽ đả kích hắn kia cao ngạo tự ái. Bây giờ nhìn lại, mềm yếu chính mình, mới càng sẽ để cho hắn chán ghét. Đã như vậy, vậy thì toàn lực đánh đi. Ha, Trăng đứng lên, gầm lên giận dữ, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, thả ra toàn bộ sức chiến đấu. Vegeta tiên sinh, chúng ta tu luyện, hiện tại vừa mới bắt đầu. Nha, rốt cuộc phải sử xuất toàn lực sao? Vậy hãy để cho ta xem một chút, ta Vegeta nhi tử, rốt cuộc là thế nào dạng mặt hàng? Trăng nhìn Vegeta giơ lên diện mạo, vung đầu nắm đấm đập tới. Đoàng đoàng đoàng, mười mấy lần chính diện giao phong, hai người bất phân cao thấp. Một lần lần đụng nhau đi xuống, Vegeta cũng hoàn toàn minh bạch, tiểu tử này nguyên lai trước liền căn bản là tại qua loa lấy lệ chính mình. Hoắc, thừa dịp Vegeta một cái không cản trở, Trăng một cái quét chân nặng nề quét Vegeta gò má. Vegeta thân thể đập ầm ầm tại trọng lực thất bên tường duyên trên. Khóe miệng chảy xuống một cái vết máu. Bối, Vegeta tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trăng thật giống như ý thức được chính mình dùng sức quá mạnh. Mau tới trước hỏi. Chỉ thấy Vegeta đứng lên, lau đi khóe miệng vết máu, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, không hổ là ta Vegeta nhi tử, còn nhỏ tuổi liền có thực lực bực này. Kakalo, ta cùng ta nhi tử, nhất định sẽ vượt qua các ngươi cha con. 3 tháng, Bulma cùng phụ thân hắn 2 người tổng cộng tu bổ sắp tới 20 lần trọng lực thất, cái này để cho bọn họ hết sức nhức đầu. Mà Trăng cũng hết sức vui mừng chứng kiến Vegeta cùng Bulma cảm tình chậm rãi ấm lên. Mặc dù ngoài mặt, Vegeta vẫn là cái kia băng cục. Bà ba thật giống như cũng không phải là mẫu thân nói như vậy băng lãnh vô tình, hắn cũng có ôn nhu một mặt, chỉ là không muốn biểu hiện ra mà thôi. Chấm chấm chấm, mà ở bên kia, hơn 3 tháng đi qua, Namek Tinh đại trưởng lão rốt cuộc thành công chế tạo ra Long Châu. Đi ra đi, thần Long, Namek Tinh ngữ. Đền đề song thủ chỉ hướng Long Châu, nói một câu sau đó. Chỉ thấy Long Châu phát ra chói mắt ánh sáng, sau đó hóa thành to lớn cóc ghẻ, ngạch không, là thần Long Polunga. Thu thập thất Long Châu người, nói ra các ngươi nguyện vọng, bất kỳ nguyện vọng ta đều có thể giúp các ngươi thực hiện. Polunga cao cao tại thượng mắt nhìn xuống mọi người nói. Đền đề, nguyện vọng thứ nhất, khiến trên mặt hắn cùng thương thế cánh tay khôi phục. Son Gohan liếc mắt nhìn tương lai Son Gohan cánh tay, sau đó hướng về phía rốt cuộc nói. Ân ân, đền đề điểm điểm, hướng về phía Polunga kỳ lý hoa lạp nói một trận. Minh bạch, cái này rất đơn giản. Polunga gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một vòng hồng mang. Chỉ thấy tương lai Son Gohan quanh thân bổ sung một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Mấy giây sau đó, tương lai Son Gohan trên mặt vết sẹo biến mất không thấy gì nữa. Mà cánh tay cũng thần kỳ mọc ra. Qua ken két, cảm ơn ngươi thần Long. Tương lai Son Gohan kích động cầm nắm quyền đầu. Mặc dù biết đã thành thói quen một cái cánh tay, nhưng là giờ khắc này vẫn là kềm chế không ra tâm lý kích động. Dù sao từ cụt tay ngày đó trở đi, hắn liền từ tới không nghĩ tới có một ngày hắn cụt tay lại có thể trọng sinh. Bởi vì hắn cái kia thời không thần Long đã theo thiên thần biến mất, tự nhiên cũng không có cái này niệm tưởng. Tốt, nguyện vọng thứ nhất đã giúp các ngươi thực hiện, sau đó nói ra các ngươi nguyện vọng thứ hai đi. Nguyện vọng thứ hai sao? Son Gohan cầm nắm quyền đầu, cũng không biết cái này nguyện vọng thứ hai có thể hay không thực hiện. Đền đề, ngươi khiến thần Long phục sinh 17 năm sau cái kia thời không trên địa cầu một cái tên là làm Piccolo Namek tinh nhân. Namek tinh nhân, đền đề cả kinh, trên địa cầu chẳng lẽ cũng có Namek tinh nhân à? Chỉ là sau đó vẫn là nhu thuận gật đầu một cái. Hướng về phía thần Long dùng Namek tinh ngữ nói ra nguyện vọng. Nguyện vọng này, thần Long Polunga rõ ràng do dự một chút. Ta cũng không xác định có thể làm được hay không, ta tận lực thử xem đi.
phục sinh Piccolo thúc thúc sao? Thật có thể không? Tương lai Son Gohan nắm thật chặt quả đấm, khẩn trương chờ đợi thần long câu trả lời. Nếu là thật có thể để cho Piccolo thúc thúc phục sinh, như vậy hắn cái kia thời không thiên thần cùng Long Châu cũng liền phục sinh. Cứ như vậy nói, sở hữu bị Android giết chết Z chiến sĩ liền đều có thể phục sinh. Bà ba, Krillin thúc thúc, Vegeta thúc thúc, còn có tiên sinh Han, Yamcha. PS, các vị độc giả to lớn, phiếu đánh giá cùng hoa tươi cao 300 thêm một canh, khen thưởng phiếu hàng tháng chỉ cần có liền thêm chương. Gia Gia Tôm ở chỗ này cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 54, tương lai Z chiến sĩ phục sinh. Ước chừng chờ đợi 5 phút, cái này 5 phút đối với hai người mà nói cũng đều là một loại dày vò cảm giác. Có được hay không ngược lại tới thống khoái. Đô, rốt cuộc, thần long Polunga đôi trong mắt lóe lên một vòng hồng mang. Tốt, người nguyện vọng thứ hai cũng đã thực hiện, cái kia gọi là Piccolo Namekting người đã phục sinh. Polunga lúc nói chuyện hình như là có chút cảm giác suy yếu thấy, giống như là cái này nguyện vọng thứ hai khiến hắn tiêu hao không ít thể lực. Piccolo thúc thúc thật phục sinh, quá tốt, tương lai Son Gohan vô cùng kích động. Son Gohan cũng gật đầu một cái, Piccolo phục sinh, đây cũng là ý nghĩa tương lai thời không sở hữu Z chiến sĩ cũng có thể phục sinh. Cái kia thời không là hiện tại 17 năm sau tương lai. Có hay không ý nghĩa nội dung cốt truyện sẽ hướng hai cái tuyến phát triển. Bên kia Super Saiyan 4, cũng hoặc là bên này Super Saiyan God, bất quá những thứ này đều là hắn suy đoán mà thôi, rốt cuộc sự tình sau đó phát triển như thế nào. Hắn cũng không biết, bởi vì nguyện vọng thứ hai tiêu hao quá lớn, lần này cầu nguyện đến đây kết thúc. Thần Long Polunga suy yếu nói xong câu đó, hóa thành 7 viên đá, tán lạc xuống. Mặc dù không có cái thứ ba nguyện vọng, nhưng là bây giờ nên làm đều làm được. Chuyến này cũng coi là không có tới uổng. Nguyện vọng hầu như đều thực hiện, tương lai Son Gohan cũng là cấp thiết muốn phải trở về hắn thời đại kia. Cáo biệt Namek tinh nhân, Son Gohan thuấn gian di động tới địa cầu. Biết được tương lai thời không Piccolo bị phục sinh sau đó, Trăng cũng cấp thiết muốn trở lại quá khứ. Mà còn hắn đã tại nơi này đợi quá lâu, mẫu thân có thể phải lo lắng. Cho nên tại đến địa cầu 2 ngày sau, tương lai Son Gohan cùng Trăng ngồi máy thời gian back to the future thời không. Mà lúc này đây, Son Gohan mới đột nhiên nghĩ tới, trong tương lai thời không Son Goku, hình như là tử vu tâm tạng bệnh, mà loại này tự nhiên tử vong, cho dù là Long Châu, cũng không cách nào khiến sống lại. Ai, đi được tới đâu hay tới đó đi. Bọn họ back to the future thời không nếu thì không cách nào phục sinh Son Goku, lấy Piccolo thông minh, chắc có thể nghĩ thông suốt cái vấn đề này. Này, Gohan, có phải hay không theo ta qua hai chiêu a? Son Goku nhìn ngồi ở đỉnh núi ngẩn người Son Gohan, đi tới nói. Được rồi, Son Gohan đứng lên, trước không lo lắng những chuyện này. Hắn cũng đang thật giống muốn xem, cái này hơn 3 tháng, Son Goku thực lực tăng lên như thế nào. Hai người cũng không có dùng năng lượng công kích, cũng không có biến thành Super Saiyan, bởi vì như vậy nói động tĩnh quá lớn. Bất quá bách thập chiêu hạ đến, Son Gohan cảm giác Son Goku mấy tháng này trong tiến bộ cũng không phải rõ ràng như vậy. Như cũ thuộc về Super Saiyan giai đoạn thứ nhất, liền hắn loại trạng thái này, đoán chừng là không cách nào cùng Android số 17 chống lại. Tiên Shin Han cùng Chiaotzu cũng đang cố gắng tu luyện, suy nghĩ hơn 2 năm sau đó có thể tải Android trong chiến đấu ra bản thân một phần lực. Không muốn làm tiếp cá mặn. Piccolo cũng ở thiên giới mão chân sức tu luyện, Krillin trở lại rùa tiên phòng, cũng là tu luyện vô cùng khắc khổ, hắn mục tiêu rất rõ ràng, chỉ cần không bị giết chết, đó chính là vạn hạnh. Kamehameha cùng khí viên trảm đã tu luyện vô cùng thuần thục. Duy nhất Yamcha cái này đần độn, lúc này chính tại phòng thể dục trong, sắc mị mị nhìn chằm phòng thể dục trong những kia trước lồi sau vỉnh muội tử, chảy nước miếng. Có lẽ đây chính là hắn tại Android trong chiến đấu thứ nhất thiếu chút nữa bị Android 20 giết chết nguyên nhân chủ yếu đi. Mà trong tương lai thời không, Piccolo thúc thúc, ngươi thật phục sinh, tương lai Son Gohan kích động nắm Piccolo cánh tay, trong mắt chứa đựng nước mắt. Ân tương đương, Piccolo khóe miệng mang theo cười yếu ớt, Gohan, ngươi cao lớn, cũng trở nên mạnh mẽ. Piccolo cảm thụ Son Gohan vậy mạnh mẽ khí. Vui mừng gật đầu một cái. Tinh tế suy nghĩ một chút,
đã có 12 năm không gặp đi. Bất quá, địa cầu Long Châu không phải đã theo ta tử vong biến mất sao? Các ngươi lại là như thế nào khiến ta phục sinh đây? Piccolo vô cùng không hiểu. Muốn nhường hắn phục sinh, tuyệt đối là chỉ có Long Châu mới có thể làm đến sự tình. Có thể là mình từ Long Châu cũng trở thành đá, bọn họ lại là như thế nào làm được đây? Cái này nói rất dài dòng, Piccolo thúc thúc, chúng ta trước gom đủ Long Châu, khiến người khác cũng phục sinh đi. Son Gohan cùng Trăng khẩn cấp muốn gặp được Son Goku cùng Vegeta đám người. Piccolo gật đầu một cái, hắn cũng có một đoạn thời gian không gặp những người đó, cũng không biết phục sinh bọn họ, đạt tới dạng gì thực lực đây. Ba người tại Bulma bên kia bắt được Long Châu Radar sau đó, rất nhanh liền làm cho đều thất Long Châu. Hướng thần Long cầu nguyện sau đó, Vegeta, Krillin, Yamcha, Tiên Sinh Han, Chiao Tzu. Bọn họ một cái tiếp theo một cái đều sống lại. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta, phục sinh sao? Quá tốt, chúng ta thật phục sinh. Tất cả mọi người đều kích động lên tiếng. Piccolo, nguyên lai người cũng phục sinh. Krillin mấy người vô cùng kích động nhìn từng cái nhiều năm không gặp bạn cũ. Chính là, Goku đây. Phục sinh Krillin ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn thấy tất cả mọi người phục sinh, chính là không có thấy Son Goku thân ảnh. Đúng nha, ba ba đây, Son Gohan cố gắng một chút đánh giá chung quanh bốn phía, chỉ là lại cũng không thấy đến Son Goku cái bóng, ngay cả hắn khí, cũng chút nào không cảm giác được. Gohan, Goku hắn cũng không có cùng Krillin bọn họ cùng một chỗ phục sinh. Piccolo đưa tay đánh vào Son Goku đầu vai, ngữ khí trầm trọng nói. Ba ba không có phục sinh. Chính là, tại sao vậy chứ? Son Gohan thanh âm có chút nhỏ, nhìn qua có chút khổ sở. Phục sinh sở hữu Z chiến sĩ, lại duy chỉ có không có phục sinh ba mình. Bởi vì Goku tử vu tâm tạng bệnh, thuộc về tự nhiên tử vong, cho nên cho dù là Long Châu, cũng không cách nào khiến tự nhiên tử vong người phục sinh. Piccolo cắn cắn răng, giải thích, chương 55, thời gian 3 năm đã đến. Thời gian 3 năm. Lặng yên không một tiếng động chạy đi. Rốt cuộc thì đến sao? Thật đúng là muốn gặp một lần cái này thời không số 18A. Son Gohan vuốt cằm, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Lúc này Son Gohan đã 9 tuổi, cộng thêm tại tinh thần thời gian phòng 2 năm, thật 11 tuổi. Mà hắn thân cao cũng cùng 13 tuổi trăng chênh lệch không bao nhiêu. Chủ yếu nhất là trải qua 3 năm tu luyện, Son Gohan trên mặt non nớt khí đã sớm rút đi. Thay vào đó, là một loại cứng cỏi thành thục khí chất. Trọng yếu nhất là, hắn nắm giữ một cái 20 tuổi linh hồn. Dựa theo ước định, mọi người sẽ tại sáng sớm hôm nay 9 điểm, đến Nam Bộ hướng Tây Nam 9 cây số xa trên đảo nhỏ. Tốt, ta đây cũng lên đường đi. Son Gohan nhìn một chút đồng hồ quả quýt, bây giờ là 9 điểm một khắc, chắc hẳn nó người hắn đã chạy tới. Bất quá bọn hắn bây giờ tìm đến. Cũng không phải là tương lai Son Gohan nói tới Android số 17 cùng số 18. Mà là thực lực yếu nhất tiếp nhận nhiên liệu hình Android, số 19 cùng số 20. Chẳng qua nếu như nội dung cốt truyện không có chênh lệch quá lớn nói, chắc hẳn Son Goku bệnh tim chẳng mấy chốc sẽ phát tác. Hy vọng Trăng có thể mang theo chữa trị bệnh tim đặc hiệu thuốc, nhanh lên một chút chạy tới mới phải a. Này, lão Tôn, người nói thật với ta. Đối phó kia hai cái Android, người có lòng tin hay không? Lúc này Piccolo cùng Son Goku vận khí phi hành. Piccolo ghé mắt nhìn Son Goku hỏi. Còn không có thấy làm sao biết đây. Chờ sau khi giao thủ ta sẽ nói cho người biết. Son Goku khóe miệng hơi hơi giơ lên, trong ánh mắt có một cổ vẻ cuồng nhiệt. Đó là đối với chiến đấu chờ mong mà sinh ra hưng phấn. À, thật đúng là hâm mộ ngươi cái này không đầu không đuôi ra hỏa à. Piccolo cũng là cười cười, người này thật đúng là cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi cùng lo lắng vì vật gì a. Bất quá, ta có lòng tin tuyệt đối, có thể đánh bại bọn họ. Piccolo cầm nắm quyền đầu, trong ánh mắt có lấy một loại tự tin vô cùng. À, vậy thì tốt, chẳng qua nếu như địch nhân quá mạnh mẽ nói ngàn vạn lần chớ miễn cưỡng chính mình, bởi vì ngươi nếu là chết nói, Long Châu cũng liền theo biến mất. Hừ, ta mới sẽ không chết đây. Hai người lại là phi hành mấy phút, chính là thấy trước mặt lười biếng phi hành Krillin. Hai người tiếp tục tăng tốc, đuổi kịp Krillin. Nhìn ủ rũ không sót mấy Krillin, Son Goku mở miệng hỏi. Ô Krillin,
thế nào mới vừa thấy mặt đã chìm đầu ủ rủ. Krillin miễn cưỡng trở về Son Goku một cái mặt mày vui vẻ. Lập tức phải cùng không biết kinh khủng đối thủ tác chiến, nơi nào cao hứng a? Krillin thở dài, ta lại không giống ngươi, có thể biến thành Super Saiyan. Nam phương Tây Nam bộ đảo nhỏ, chúng ta thật giống như đã đến. Piccolo chỉ phía trước đảo nhỏ, nói. Ba người tăng thêm tốc độ, đến đảo nhỏ sau đó mới phát hiện, trên đảo nhỏ vẫn còn có một tòa rất đại thành thị. Cái này là trước kia bọn họ cũng không nghĩ tới. Nếu là ở nơi này và Android triển khai chiến đấu nói, khả năng sẽ ảnh hưởng đến trên đảo trăm họ. Xem ra nhất định phải đem Android dẫn tới hẻo lánh địa phương mới có thể chiến đấu a. Son Goku nhíu nhíu mày, nhìn dưới núi phồn hoa thành phố, nói. Ồ, bên kia núi có hai đạo cường đại khí, hình như là tiên Shinhan cùng Yamcha bọn họ. Krillin chỉ đối diện núi, không nghĩ tới hai người này tới sớm như vậy. Hiện nay tới xem, hòn đảo nhỏ này tựa hồ còn không có gặp phải tập kích, nói rõ Android còn chưa có xuất hiện. Ba người theo khí tức tìm tới tiên Shinhan cùng Yamcha, nhưng không nghĩ đến lúc đó, Bulma nữ nhân này bất ngờ ở tại bọn hắn một nhóm. Trong tay còn ôm một cái trẻ sơ sinh, cái này làm cho Krillin vô cùng kinh ngạc, thiếu chút nữa còn tưởng rằng Bulma cùng Yamcha bí mật kết hôn đây. Đương nhiên, Son Goku cùng Piccolo chính là đối với chuyện này rõ ràng, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Cho Bulma, ngươi hay là trở về đi thôi. Ngươi mang theo Trăng tới nơi này thật sự là quá mạo hiểm. Son Goku đi tới Bulma bên cạnh, lẩm bẩm nói. Ồ, Goku, làm sao ngươi biết hắn gọi Trăng? Bulma thất kinh, nàng là cho mọi người chế tạo kinh hỉ, chính là chưa nói với bất luận kẻ nào. Cái này đần độn Son Goku làm sao biết chính mình hài tử tên gọi Trăng đây? Ách ách ách, cái kia ta là đoán. Qua tắc, ta đoán thật chuẩn nha. Ha ha ha. Son Goku xấu hổ gãi gãi sau gáy, nhất thời cứng họng. Bát giác, Piccolo đưa cho Son Goku một cái to lớn khinh bỉ bạch nhãn, hàng này có thể hay không đem thiên phú tu luyện cùng chỉ số thông minh hơi chút đều một điều a. Bất quá, Bulma, Vegeta đây. Hắn còn không có tới à? Son Goku lần hai không dài tâm hỏi. Ngươi, làm sao ngươi biết Vegeta cùng ta? Bulma mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Là giấu giếm chuyện này, nàng có thể chọn một năm không có cùng bọn họ bất luận kẻ nào liên lạc. Bất quá nghĩ lại, những người này đều là quái thai, biết cũng không vì kỳ. Ta cũng không biết hắn tại nơi nào, bất quá hắn 3 năm này liều mạng tu luyện, là vì chờ đợi ngày này, hắn nhất định sẽ đến. Bulma lòng tin 10 phần nói. Ừ, sẽ đến, hắn nhất định trở lại. Son Goku nhìn xa xa, thanh âm cũng là vô cùng kiên định. Tên kia trải chiến đấu dân tộc máu, làm sao có thể sẽ bỏ qua như vậy chiến đấu đây. Mà lúc này, đã là 9:30, khoảng cách Android xuất hiện, chỉ còn nửa giờ. Chương 56, Android 20. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lúc này đã là 10:01, nhưng là vẫn không có Android xuất hiện. Cái này làm cho Krillin cùng tiên Shinhan đám người một lần cho là tương lai Son Gohan kia cái số tiểu tử liền đang đùa bỡn bọn họ mà thôi. Cái gì Android, căn bản là hồ biên loạn tạo. Mà lúc này đây, thân thiết thần mèo Karin phái Yajirop cho mọi người đưa tới tiên đậu. Ngay tại Yajirop ngồi vũ trụ xe hơi chuẩn bị lúc rời đi sau khi, lại gặp đến ngoài ý muốn công kích. Bọn họ xuất hiện, tiên Shinhan nhíu nhíu mày nói. Nhìn khói súng cuồn cuộn bầu trời, cùng không trung trong nháy mắt thoáng hiện lên 2 bóng người, sau đó rơi vào trong chợ, chẳng biết đi đâu. Hoàn toàn không có cảm nhận được bọn họ khí. Yamcha cũng là cau mày. Không cảm giác được đối phương khí, đây chính là phi thường muốn chết sự tình. Bởi vì bọn họ là Android, sở hữu công kích đều dựa vào năng lượng duy trì, cho nên căn bản cũng không có khí. Piccolo hướng mọi người giải thích, bất quá cứ như vậy, hình thức thật đúng là không quá lạc quan a. Muốn tại vâng trong đại thành thì tìm tới bọn họ, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình a. Tốt. Như vậy mọi người tách ra tìm đi. Nhưng là ngàn vạn phải nhớ kỹ, những người này vô cùng kinh khủng, sau khi tìm được lẫn nhau thông báo, tuyệt đối không thể hành động đơn độc. Son Goku hết sức nghiêm túc nhắc nhở. Hắn rất minh bạch, những này Android chính là ngay cả Super Saiyan Son Gohan đều không có cách nào đối phó nhân vật. Lấy hiện nay Krillin tiên Shinhan đám người thực lực,
cùng Super Saiyan Son Gohan so sánh, có thể kém không chỉ một cấp bậc. Ân, mọi người cũng là nghiêm túc một chút gật đầu. Mặc dù bọn họ ưa thích tại trong chiến đấu đột phá chính mình cực hạn, tăng thực lực lên, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ không sợ chết. Sau đó một bộc khí, mấy người hướng thành phố phương hướng khác nhau bay xuống đi. Mà lúc này, thong dong tới chậm Son Gohan cũng cảm nhận được mới vừa rồi không trung nổ mạnh sinh ra cổ năng lượng kia ba động. Xem ra Android số 19 cùng số 20 đã xuất hiện. Son Gohan ngược lại cũng không gấp, coi như là một hồi bọn họ thật cùng Android đánh, hắn cũng có thể thuấn gian di động đến bên cạnh bọn họ. Son Goku đám người bởi vì cảm giác không tới Android khí tức, cho nên chỉ có thể nghĩ con ruồi không đầu một dạng tràn đầy không mục đích tìm lung tung. Đang lúc này, đại mập mạp Android số 19 cùng cây trúc gầy Android số 20 chính tại không kiêng nể gì sát nhân, phá hoại. Bởi vì hai người tùy ý phá hoại cùng sát nhân, cả con đường nói đã tràn đầy kinh hoàng gào thét. Mà khoảng cách gần nhất Yamcha sau khi nghe mau mau chạy tới. Có cái năng lượng giá trị siêu cao nhân loại đang hướng chúng ta đến gần, là có thể nguyên kiểm tra máy móc trở ngại sao? Cây trúc gầy số 20 nhìn về bên cạnh đường phố, lạnh giọng nói. Cũng không phải nhiên liệu kiểm tra máy móc trở ngại, số 20, ta cũng kiểm tra đến cổ năng lượng này. Đại mập mạp số 19 tự tốn nói, chính là cổ năng lượng này đã hoàn toàn vượt qua nhân loại cực hạn. Số 20 trong giọng nói có một chút kinh ngạc, hừ, như vậy không phải ý nghĩa chúng ta thoáng cái liền tìm được mục tiêu, Son Goku sao? Đại mập mạp số 19 nhếch miệng lên một vòng cười tà, nói. Lúc này Yamcha đã chạy tới, thấy trên nằm nhiều cổ thi thể, nhìn chung quanh một phen, chính là không tìm được Android một chút tung tích. Mà lúc này, hai cái Android chính lăng lập bầu trời, quan sát Yamcha. Xem ra hắn cũng không phải Son Goku, cùng trong tài liệu biểu hiện hoàn toàn không phù hợp. Ừ, bất quá tài liệu biểu hiện, hắn có 96% khả năng là trên địa cầu một cái tên là làm Yamcha người. Cắt, chẳng cần biết hắn là ai, cái này cổ năng lượng cường đại, ta muốn. Cây trúc gầy số 20 nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái khát máu mỉm cười, nhẹ nhàng rơi vào Yamcha sau lưng. Ngươi là đang tìm chúng ta sao? Sâu kín thanh âm từ phía sau truyền tới. Yamcha sau lưng chợt lạnh, mau mau xoay người. Ngươi, các ngươi chính là Android. Mặc dù từ trên người bọn họ không cảm giác được bất kỳ khí, nhưng là lại có một loại vô cùng đậm đà khí tức nguy hiểm. Không được, ta đến lập tức thông báo Goku bọn họ. Trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút, Yamcha trong nháy mắt liền muốn bộc khí. Chỉ là liền trong cùng một lúc, Android 20 động. Tốc độ thật nhanh, xuất hiện ở Yamcha trước người, tay phải một tay bịt Yamcha miệng. Lòng bàn tay năng lượng tiếp nhận khí điên cuồng hấp thu Yamcha năng lượng. Cảm giác trong thân thể năng lượng nhanh chóng biến mất, Yamcha kinh hoàng nhìn số 20, nhưng là lại không chút nào sức phản kháng khí. Ồ, Yamcha khí đang nhanh chóng yếu bớt, Son Gohan cảm giác Yamcha khí càng ngày càng yếu, xem ra hắn đã tìm được Android 20 cùng số 19. Hai ngón tay đầu ngón tay nhẹ một chút cái trán, Son Gohan thân thể trong nháy mắt biến mất. Xem ra hắn đã không có năng lượng, đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Cây trúc gầy Android 20 mặt không chút thay đổi nói một câu sau đó, tay trái thành bàn tay, hướng về phía Yamcha trước ngực hung hãn đâm xuống đi. Chính là coi như tay hắn khoảng cách Yamcha trước ngực còn có nửa tấc khoảng cách thời điểm, lại bị một cái tay khác vững vàng bóp chặt. Cho dù dùng hết toàn lực, cũng khó đi nữa tiến tới nửa phần. Xuất hiện ở Android số 19 cùng Android 20 trước mắt, chính là thuấn gian di động tới Son Gohan. Thả ngươi ra tay. Son Gohan liếc mắt nhìn vững vàng bóp chặt Yamcha miệng Android 20, thể mệnh lệnh nói. Cát, số 20 lạnh lùng xem Son Gohan liếc mắt, mặc dù khiếp sợ ở trước mắt tiểu tử lực lượng, nhưng là lại không chút nào buông tay ý tứ. Không buông tay đúng không? Rất tốt, người có thể ngàn vạn lần chớ buông tay. Son Gohan tà mị cười một tiếng, tay trái thành đao, hướng về phía số 20 cánh tay hung hãn cắt đi. Chương 57, để cho chạy Doctor Zero, rắc rắc, chỉ nghe một tiếng thanh thúy âm thanh. Android 20 cánh tay vậy mà trực tiếp bị Son Gohan một cái sống bàn tay cho trơn nhẵn chặt đứt. Cái gì? Số 20 trong nháy mắt kinh hoàng ngược lùi lại mấy bước. Không tưởng tượng nổi đánh giá Son Gohan,
thân thể của mình là trải qua tài liệu đặc biệt sửa đổi, hắn một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ, làm sao có thể đem cánh tay mình chém đứt. Sau lưng số 19 cũng là kinh hoàng tột đỉnh, không thể đưa Nobunaga miệng rộng. Mới vừa rồi tiểu quỷ kia trong nháy mắt vậy mà thả ra vô cùng năng lượng kinh khủng giá trị. Cắt, đầu sắt hoa, ta còn tưởng rằng ngươi cánh tay với ngươi miệng một dạng cứng rắn đây. Son Gohan khinh thường nhìn mặt đầy kinh hoàng hai người. Bất quá hắn có thể không có ý định thoáng cái liền giải quyết hết trước mắt Android. Hắn vẫn chờ cây trúc gầy Android 20 đi thả ra số 17 cùng số 18 đây. Còn như cái này chết mập mạp số 19, nhưng là không còn vận tốt như vậy. Doctor, Zero đúng không? Ngươi cút đi, đi đánh thức kia hai cái không bị khống chế Android đi. Nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Son Gohan từng bước đi tới Android 20 trước mặt, từng chữ từng câu chậm rãi nói. Ngươi, làm sao ngươi biết còn có Android sự tình? Cây trúc gầy Android 20 trong kinh hoàng mang theo không hiểu. Liên quan tới Android sự tình, hắn có thể khẳng định tuyệt đối không có ai biết. Chính là trước mắt tiểu quỷ, thật giống như có thể nhìn rõ hết thảy. Ta biết có thể nhiều lắm. Bất quá, ta không cần thiết nói cho ngươi biết. Son Gohan lòng bàn tay rơi vào Android 20 trước ngực, một viên năng lượng kinh khủng cầu đột nhiên xuất hiện. Hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là nhanh đi đánh thức Android số 17 cùng số 18, hoặc là chết. Son Gohan thanh âm lạnh như băng khiến Android 20 như rơi xuống địa ngục, bọn họ Android không cảm giác được đau đớn, nhưng là không có nghĩa là bọn họ không cảm giác được hoảng sợ. Làm Son Gohan vừa dứt lời dưới, Android 20 một cái xoay người, liền lăn một vòng như một làn khói chạy trốn. Rất sợ Son Gohan đổi ý cho hắn trở tay ném cái Kikoho cái gì. Yamcha đem ngoài miệng cái tay kia lấy xuống, bị Android 20 hút đi quá nhiều năng lượng, tỏ ra hết sức yếu ớt. Gohan, ngươi tại sao phải thả hắn đi? Yamcha thật sự là không minh bạch, lấy Son Gohan thực lực, muốn giết mới vừa rồi Android, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Không nghĩ tới lại bắt hắn cho thả, thật không hiểu nổi Gohan trong đầu nghĩ như thế nào. Ta tự nhiên có ta dự định. Son Gohan nhàn nhạt nói một tiếng. Hắn nhưng đối với hàng này không có quá nhiều hào cảm, người khác liều mạng lúc thời điểm tu luyện hắn tại phòng thể dục phao muội tử. Ngay cả Krillin cũng không sánh nổi. Liền hắn như vậy, cũng liền chú định là pháo hôi mệnh. Cái này cái thời điểm Son Goku mấy người cũng cảm nhận được mới vừa rồi Son Gohan đột nhiên bùng nổ khí. Từng cái hướng chạy tới. Hắn chính là Android sao? Sau khi rơi xuống đất, Son Goku nhìn đại mập mạp số 19 hỏi. Ân. Đừng xem thường hắn, Yamcha gật đầu một cái, đối với mới vừa rồi sự tình, hắn hiện tại ở trong lòng còn quanh quẩn từng trận hoảng sợ. Android không phải có hai cái sao, còn có một cái đây. Piccolo quét nhìn một lần chung quanh, hướng về phía Son Gohan cùng Yamcha hỏi. Còn có một cái, bị Gohan để cho chạy. Yamcha liếc mắt nhìn Son Gohan, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nani, bị Gohan để cho chạy. Gohan, ngươi làm gì muốn để cho hắn chạy thoát nha? Chúng ta nguyên vốn có thể thừa dịp nhiều người tiêu diệt bọn họ. Krillin lúc này có chút không vui hét lên. Bởi vì ta hoài nghi Doctor Zero chế tạo Android cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ, cho nên ta chuẩn bị tới cái bọ ngựa đánh ve, tìm tới hang ổ, sau đó một lưới bắt hết bọn họ. Không, không chỉ đám bọn hắn hai cái, Gohan, ngươi nói không phải thật đi. Krillin có chút khủng hoảng hỏi. Ta đi qua tương lai Son Gohan bọn họ thời không, cho nên ta biết bọn họ nói tới cũng không phải hai cái này Android. Hắc hắc, để cho chạy để lại đi thôi, cái này không còn có một cái đây. Son Goku rào hoạt thoáng cái, vuốt ve quả đấm. Son Goku, ngươi cho rằng là ngươi là đối thủ của ta. Android số 19 nhìn Son Goku biểu tình, khóe miệng nhíu nhíu, dựa theo trong tư liệu biểu hiện. Son Goku cũng bất quá là kẻ hèn 3, 4 vạn sức chiến đấu mà thôi. Loại chiến đấu này lực cùng một cái bật đát tiểu châu chấu không khác nhau gì cả. Mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại, hoặc là đánh chết Son Goku. Bất quá, hắn kho tài liệu biểu hiện, chính là Vegeta cùng Son Goku trên địa cầu lúc chiến đấu, còn như Namek Tinh sau đó cùng Son Goku có thể biến thành Super Saiyan sự tình, bọn họ có thể cũng không biết. Là không phải là đối thủ. Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Son Goku cười nhạt, nói tiếp, người ở đây quá nhiều,
rất dễ dàng ảnh hưởng đến vô tội, ngươi không ngại chúng ta đổi cái địa phương tiến hành chiến đấu đi. Đại mập mạp số 19 gật đầu một cái, chính hợp hắn ý, mặc dù hắn rất có tự tin có thể đánh bại Son Goku, Piccolo cùng Krillin những người này. Nhưng là trước mắt cái này hoàn toàn không có số liệu, tiểu quỷ chính là một cái biến số. Mà còn hắn cũng rất rõ ràng, tiểu quỷ này tuyệt đối có lấy có thể giết chết thực lực của chính mình. Cho nên chỉ có thể chọn một dễ dàng cho ẩn tàng địa phương, có thể tại chiến đấu trên đường chờ cơ hội chạy trốn. Chương 58, Vegeta đánh chết số 19. Quả nhiên, Android số 19 đem chiến trường chọn tại một nơi quần sơn che đậy, ngọn núi kéo dài ngay cả chỗ. Hừ, nguyên lai hắn là muốn lợi dụng ngọn núi cấu tạo tại tình thế bất lợi thời điểm chờ cơ hội ẩn tàng a. Không nghĩ tới cái này Android vẫn là rất có đầu óc nha. Piccolo nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, trong nháy mắt chính là thưởng thức phá số 19 ý tưởng. Này, các ngươi không nên động thủ, hắn là ta, hắc hắc. Son Goku cười cười, sờ sờ quả đấm, từng bước hướng đi số 19. Son Goku vừa mới chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, muốn hướng Android phát động lúc công kích sau khi, một cổ siêu cường khí đột nhiên hướng bên này bay tới. Cái gì, này cổ khí, thật là mạnh mẽ khí. Sẽ là ai chứ? Hẳn là Vegeta đi. Piccolo hai tay ôm ở trước ngực, nhìn chăm chú phương xa. Xem ra chính mình mặc dù liều mạng tu luyện 3 năm, vẫn là không cách nào vượt qua những này chiến đấu dân tộc Saiyan. Đúng như dự đoán, nửa phút sau đó, Vegeta xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khóe miệng chứa đựng một vòng cao ngạo nụ cười. Liều mạng tu luyện 3 năm, rốt cuộc đến hiện ra thành quả thời điểm. Kakalo, cái này đống đồng nát sắt vụn, liền giao cho ta thu thập đi. Son Goku vừa nghe Vegeta muốn cùng chính mình cướp đối thủ, lập tức liền không làm. Ồ, Vegeta, người cũng quá độc tài đi. Hừ, Vegeta hừ lạnh một câu, không để ý nữa sẽ Son Goku xoay người hướng số 19 công kích đi qua. Ồ, đổi thành Vegeta sao? Số 19 khóe miệng vén lên một đạo gian ác tươi cười. Tài liệu mình trong kho Vegeta cùng Son Goku thực lực tương đương, cũng liền mấy vạn sức chiến đấu mà thôi. Hắn chiến lực đâu chỉ trăm vạn, thật là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Khiến Vegeta ra sân cũng tốt, dù sao thời gian này trăng còn chưa có xuất hiện, nếu là Son Goku biến thành Super Saiyan, như vậy trái tim của hắn bệnh virus liền sẽ lan tràn toàn thân. Đến lúc đó nếu như không có trăng đặc hiệu thuốc, sợ là liền nguy hiểm. A cáp, Vegeta nhất vận khí, nhẹ nhàng thoải mái biến thành Super Saiyan. Ồ, vẫn có thể biến thân sao? Cái này cổ siêu cường năng lượng giá trị, ta muốn, nha. Số 19 hét lên một tiếng, thân thể lướt về phía Vegeta. Vegeta mới vừa rồi bộc phát ra kia cổ năng lượng thật lớn nếu có thể làm của riêng, nói như vậy không chừng đối diện kia tên tiểu quỷ, liền không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây. Đại mập mạp số 19 trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kích động. Nha, đối mặt số 19 công kích, Vegeta không trốn không né, mặc cho hắn quả đấm đập tại trên mặt mình. Hô hô hoác, lại là vài cái điên cuồng tổ hợp quyền nặng nề đánh vào Vegeta trên mặt. Mà Vegeta từ đầu đến cuối, thân thể đều cũng không lui lại nửa bước, chỉ là thân thể nhỏ nhẹ tà tà, trên mặt như cũ mang theo cao ngạo cười. A, trong truyền thuyết Android. Quả nhiên cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Vegeta lau đi khóe miệng một chút vết máu, lộ ra một cái khát máu cười. Các ngươi thật nên vui mừng, các ngươi sẽ không cảm giác đau đớn. Ha, Vegeta đột nhiên một bộc khí, trực tiếp đem số 19 đẩy ra mấy trượng khoảng cách. Sau đó thân thể dính sát đi lên, một quyền đập ầm ầm tại số 19 trên chóp mũi, nhất thời số 19 khóe miệng cùng trong lỗ mũi chảy ra ân chất lỏng màu đỏ. Ồ. Làm còn rất giống như thật nha. Không biết chảy ra là máu vẫn là dầu máy đây. Vegeta nhìn chật vật số 19, một trận trào phúng. Đáng ghét, làm Android, hắn làm sao có thể bị kẻ hèn Vegeta làm cho chật vật như thế. Nha, số 19 lần hai đánh tới, bắt lại Vegeta hai tay. Hống hống hống, số 19 khóe miệng lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Vegeta, ngươi mắc lừa. Không có hút sạch ngươi có thể lượng trước, ta là sẽ không buông tay. Sẽ không buông tay, phải không? Vegeta cười lạnh một tiếng, yêu mến chí chướng nhi đồng ánh mắt liếc mắt nhìn số 19.
Ha, ngay sau đó bỗng một bộc khí, giơ lên hai cánh tay mãnh liệt hướng ra phía ngoài một tấm. Android số 19 giơ lên hai cánh tay lại bị Vegeta gắng gượng kéo xuống tới. Dầu máy tí tách nhỏ xuống trên đất, tại Android số 19 kia khiếp sợ không gì sánh nổi biểu tình dưới, Vegeta nhấc chân, nặng nề quét số 19 nơi cổ. Android số 19 đầu lớn nhất thời bay ra ngoài, đầu một nơi thân một nẻo, tới chết. Android số 19 dưới ánh mắt còn mang theo nồng đậm khiếp sợ và vẻ sợ hãi. Cát, Vegeta khinh thường hừ lạnh một câu, đi tới một cước đem Android số 19 đầu lớn dẫm đạp cái nát bét. Quá, tốt, Android bị tiêu diệt, thật sự là quá tốt. Krillin kích động cầm nắm quyền đầu. Rốt cuộc đặc biệt sao không cần chết, ngẫm lại đều kích động. Tiêu diệt sao, vẫn chưa hết đây, hắn chỉ là Android trong rác rưởi nhất tàn thứ phẩm mà thôi. Son Gohan nhìn kích động không thôi Krillin, từ tốn nói. Chương 59, đánh thức số 17 cùng số 18. Cái gì, nghe Son Gohan nói, Krillin tươi cười mạnh mẽ cương, Vegeta mới vừa rồi giết chết, cũng chỉ là rác rưởi nhất Android. Ồ, là thế này phải không? Vậy thì thật là quá tốt, giết chết loại rác rưởi này quả thực quá không thú vị. Có lẽ là vừa mới đánh thắng trận, có lẽ là 3 năm khổ tu. Vegeta ngữ khi vô cùng cuồng vọng. Tự tin 10 phần, một bộ lão tử chính là vũ trụ đệ nhất bộ dáng. Mà lúc này, tương lai Trăng cũng ngồi máy thời gian đến địa cầu. Mà hắn mục đích, chính là cho thân mắc bệnh tim Son Gohan mang đến đặc hiệu thuốc. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Trăng lăng lập bầu trời, nhìn cũng không có bị chút nào phá hoại đảo nhỏ, có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ là Android còn chưa có xuất hiện? Hay là đám bọn hắn đã bị tiêu diệt? Bất quá dựa theo Gohan thực lực bây giờ, nói không chừng thật đã đem Android tiêu diệt. Trăng trong lòng suy nghĩ một chút, dù sao trong tương lai thời không, Son Gohan cũng là có thể một cái người nhẹ nhàng thoải mái giải quyết hết kia hai cái Android. Mà còn hiện tại ba ba cùng Goku thúc thúc bọn họ đều đã biến thành Super Saiyan. Nghĩ như vậy, Trăng trong lòng thoải mái rất nhiều. Trăng nhắm mắt hơi hơi một cảm giác, liền bắt được mấy đạo khí tức quen thuộc. Khoảng cách không tính là quá xa, mà còn tựa hồ bên kia vừa mới chiến đấu qua đến dáng vẻ. Siêu, cảm giác kia mấy đạo khí tức quen thuộc, trong một bộc khí, hướng cái hướng kia bay qua. Hắn nghĩ muốn đích thân đi xác nhận một chút, kia hai cái Android có phải là thật hay không bị giết chết. Còn có chính là đem đặc hiệu thuốc mau mau đưa cho Son Goku, dựa theo lịch sử, hắn thời gian khả năng không nhiều. Chấm chấm chấm, Vegeta, lòng tốt khuyên ngươi thoáng cái, Android cũng không ngươi tưởng tượng yếu như vậy, người kia cao ngạo tự ái cùng tự lo, khả năng sẽ trở thành ngươi chí mạng thiếu sót. Son Gohan liếc mắt nhìn chiến ý dâng trào Vegeta, nhàn nhạt nhắc nhở. Số 17 cùng số 18 loại kia Android, cũng không phải là hiện tại Vegeta chỗ có thể ứng phó. Cắt, thân là Saiyan, vậy mà nói ra loại này dài người khác chí khí diệt uy phong mình lời. Vegeta lạnh lùng xem Son Gohan liếc mắt, tiếp tục nói, thân là Saiyan, ngươi hẳn biết chúng ta biến thân Super Saiyan sau đó mạnh bao nhiêu. Nhìn cố chấp Vegeta, Son Gohan cũng vứt bỏ tiếp tục khuyên can ý nghĩ, loại người này, không đụng mấy lần nam tường, là sẽ không biết thương. Gohan, trong những người Android thật mạnh như vậy sao? Son Goku mày nhíu lại mặt nhăn, hắn minh bạch Son Gohan tuyệt không sẽ vô cớ thả thất. Gohan thực lực ngay cả mình đều không nhìn thấu mạnh bao nhiêu. Nếu ngay cả Gohan đều nói kia Android rất mạnh, như vậy đối phương liền tuyệt không đơn giản. Siêu, mà lúc này Trăng cũng chạy tới. Ô, Trăng, Son Goku nhìn thấy Trăng bay tới, nhiệt tình chào hỏi. Nhưng là đột nhiên suy nghĩ một chút Vegeta còn không biết Trăng sự tình, mau mau nhìn một chút Vegeta biểu tình. Nhìn Vegeta chút nào ba động, lúc này mới thở phào. Hắn là, Trăng liếc mắt nhìn Android số 19 thi thể, nhìn về phía Son Gohan. Hắn cũng là Doctor Zero chế tạo ra Android. Nha, Trăng gật đầu một cái, nguyên bản hắn cảm giác bên này có chiến đấu khí tức, còn tưởng rằng là cùng số 17 cùng số 18. Nguyên lai cái này thời không số 17 cùng số 18 còn không có bị đánh thức. Tốt, người đều đến đông đủ, chúng ta không sai biệt lắm có thể đi tìm Doctor Zero, Son Gohan nói một câu sau đó, dẫn đầu theo phía bắc phương hướng bay qua. Hắn nhớ Doctor
Zero sở nghiên cứu hẳn ở nơi này một vùng phụ cận một cái huyệt động bên trong. Chấm chấm chấm, cái này cái thời điểm Doctor Zero Android 20 đã tới hắn sở nghiên cứu trong. Cầm lên treo ở vách tường một cái màu lam nhạt hộp điều khiển tivi. Nhìn kia hai cái phía trên phân biệt viết 17 cùng 18 rãnh hình cơ khí, trên mặt lộ ra bởi vì vẻ. Nếu không phải tình huống đã đến vạn bất đắc dĩ, thật đúng là không không muốn đánh thức hai người này. Hai cái này không nghe chỉ huy mà bị chính mình chặt đứt năng lượng nguyên nấu lại đúc lại ra hỏa. Nhưng là bây giờ, hắn không có những biện pháp khác. Đáng ghét tiểu quỷ, Doctor Zero nhìn một chút chính mình tàn khuyết tay trái, trong ánh mắt bắn ra căm phẫn ánh sáng. Xem ra chỉ có thể hy vọng bọn họ đã bị sửa xong. Do dự mãi sau đó, Doctor Zero đè xuống trong tay hộp điều khiển tivi. Đô ô, một tiếng thanh thúy tiếng vang, trên đó viết 17 rãnh hình cơ khí mở ra. Bên trong đi ra một cái màu đen chạm vai tóc dài, màu đỏ vi bột đẹp trai thiếu niên. Trong ánh mắt tản mát ra khí lạnh bức nhân tinh quang. Nhưng là khi hắn xoay qua chỗ khác thấy Doctor Zero trong tay cái kia màu lam nhạt hộp điều khiển tivi thời điểm, biểu tình lập tức xảy ra biến hóa. Buổi sáng khỏe, Doctor Zero, thiếu niên ngữ khí 10 phần cung kính, uyển chuyển. Doctor Zero cả kinh, sau đó vui mừng. Ô số 17, ngươi là đang cùng ta chào hỏi sao? Doctor Zero không thể tin được hỏi. Nghĩ lúc đó chính mình vừa đem hai người này đổi tạo ra thời điểm, chính mình có thể thiếu chút nữa bị bọn họ giết chết đây. Đương nhiên, ngươi chính là thân ta cha đẻ thân A. Số 17 trên mặt như cũ mang theo dịu dàng cười, nhưng là chỗ sâu trong con ngươi, quả thật có lẫm liệt hàn quang lóe lên. Nha, xem ra đã hoàn toàn sửa xong, như vậy, ta liền đem số 18 cũng đánh thức đi. Đô ô, mặt ngoài ghi rõ 18 rãnh hình cơ khí cũng bị Doctor Zero mở ra, một cái tập xinh đẹp, khả ái, cùng yêu mị cùng kim kim sắc tóc ngắn số 18 từ trong cơ khí đi ra. Số 17 cho số 18 dùng một cái ánh mắt, số 18 lập tức minh bạch quá mức, quay đầu hướng về phía Doctor Zero nói, ngươi chào buổi sáng a, Doctor Zero, nha, gọi ngươi cũng đi theo chào hỏi, xem ra các ngươi là tự đi chữa trị khỏi. Cái này một lần, các ngươi nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh làm việc. Doctor Zero thể mệnh lệnh nói, là, biết, chương 60, có thể hay không nể mặt cùng đi ăn tối. Son Gohan cùng trang đám người đã đi tới Doctor Zero sở nghiên cứu cửa. Nha, cái này Doctor Zero là thuộc con chuột sao? Đem sở nghiên cứu thành lập trong huyệt động. Krillin nhìn sở nghiên cứu đại môn, nói, hy vọng hắn còn không có đánh thức số 17 cùng số 18 đi. Trăng chân mày hơi nhíu lên, đánh giá thấp một câu. Cắt, Saiyan khuôn mặt thấy ngươi mất hết. Vegeta khinh thường xem Trăng liếc mắt, tiếp tục nói, không quản bọn hắn thật lợi hại, ta siêu cấp Vegeta một cái người có thể giải quyết bọn họ. Mà đang nghiên cứu trong sở mặt, Son Goku đã cùng hắn đồng bạn đi ra bên ngoài, một hồi các ngươi cho ta giết bọn họ. Doctor Zero nhìn đại môn, thể mệnh lệnh nói. Mà lúc này hắn, đem sau lưng giao cho số 17 cùng số 18. Chỉ thấy số 17 tà mị cười một tiếng, tiến lên một bước, đem Doctor Zero trong tay hộp điều khiển tivi đoạt lại. Cắt, thật là ngu ngốc, vậy mà đem sau lưng lưu cho người khác. Số 17 lạnh lùng nói một câu. Đây chính là khẩn cấp chặt đứt chúng ta nhiên liệu hộp điều khiển tivi đúng không? Nói xong, hơi hơi dùng lực một chút, hộp điều khiển tivi bị số 17 bóp vỡ nát. Số 17, ngươi làm gì? Doctor Zero lập tức kịp phản ứng, hai cái này Android, căn bản cũng không có chữa trị khỏi. Mà còn so lúc trước càng xảo trá. Làm gì, ta cũng không muốn lại an nghỉ, số lão đầu con. Nghe được bên trong thanh âm, Krillin bản năng lui về phía sau hai bước. Hắn, bọn họ đã bị đánh thức. Đã bị đánh thức sao? Rốt cuộc có thể gặp được thật sự nữ thần số 18 nha. Son Gohan nhìn kia phiến cửa sắt, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Thật đúng là khiến người có chút chờ mong đây. Cút ngay, một đám quỷ nhát gan. Vegeta hô to một tiếng, một viên năng lượng cầu từ lòng bàn tay sinh ra, hướng về phía kia phiến cửa sắt lớn đập tới. Cửa sắt lớn gánh chịu không ngừng, ầm ầm ngã xuống đất. Đợi tràn ngập khói súng tản đi, xuất hiện ba bóng người. Số 18 sao,
Quả nhiên không hổ là Long Châu trong nữ thần cấp mỹ nữ. Son Gohan kinh ngạc nhìn số 18, tinh xảo trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, yêu mị trong ánh mắt có chút một cổ khó mà chống cự sức dụ dỗ. Còn có kia giáo vóc người đẹp, thật đúng là khiến người Di Bất Khải ánh mắt ha. Đương nhiên, Di Bất Khải ánh mắt, còn có tiểu chọc đầu Krillin. Này, Trăng, hai người kia chính là ngươi trong miệng Android sao? Vegeta liếc mắt nhìn số 17 cùng số 18, hướng về phía sau lưng Trăng hỏi. Là, Trăng chân mày hơi nhíu lên, cái này một đôi thiếu niên thiếu nữ, nhìn qua tướng mạo luôn vui vẻ, một bộ người hiền lành bộ dáng, nhưng trên thực tế âm hiểm cay độc, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Hắn chính là đã sớm lãnh giáo qua. Đương nhiên, là tại hắn thời đại kia, xem Gohan bình tĩnh như vậy, chắc hẳn hắn nhất định tính trước kỹ càng. Lặng lẽ ánh mắt vô cùng bình tĩnh Son Gohan, Trăng cái này mới yên tâm rất nhiều. Này, những người đó chính là Son Goku đồng bạn, nhanh lên một chút đi giết bọn hắn. Doctor, Zero chỉ Son Gohan đám người, hướng về phía số 17 hét. Im miệng đi số lão đầu, chúng ta muốn giết người thời điểm tự nhiên sẽ đi giết, không cần ngươi tới ra lệnh cho ta. Số 17 chim đều không chim Doctor. Zero, tự tốn nói. Ngươi, các ngươi vậy mà không nghe lời ta. Doctor, Zero khí phát run, nhưng nhìn xuống đất trên vỡ thành cặn bã hộp điều khiển TV, chính là không có biện pháp nào. Ô, số 16. Lão đầu, ngươi rốt cuộc lại chế tạo một cái Android. Số 18 đôi mắt đẹp chuyển một cái, nhìn thấy cái kia trên đó viết 16 rãnh hình cơ khí. Bên trong nằm một cái an tĩnh to con, nhiên liệu vô hạn hình, thật giống như rất thú vị. Số 18, đem hắn cũng thả ra đi. Số 17 thanh âm không nhanh không chậm nói. 10, số 16, Trăng trợn to cặp mắt, trong tương lai thời không hắn thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua số 16. Này, các ngươi dừng tay, không thể thả hắn ra, không biết cái thế giới này đều sẽ bị hủy diệt. Doctor, Zero cái trán mạo hiểm đại hãn, kinh hoàng nói. Cái gì, có thể đem cái thế giới này hủy diệt? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Krillin, Piccolo, Son Goku mấy người đều nắm chặt quả đấm, Doctor. Zero rốt cuộc chế tạo ra một cái dạng gì quái vật, mới có thể đem cái thế giới này hủy diệt? Mà còn, nhìn hắn kia kinh hoàng bộ dáng, tựa hồ cũng không có phóng đại. Dừng tay, không nên mở ra hắn. Doctor, Zero mới vừa muốn tiến lên ngăn cản. Số 17 một quyền trực tiếp từ hắn sau lưng đánh thủng. Ngươi, các ngươi những này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Doctor, Zero mặt đầy không thể tin, không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ chết tại chính mình tác phẩm trên tay. Ha, số 17 bay thẳng lên, một cước đá bay Doctor. Zero đầu, sau đó trực tiếp giẫm đạp cái nát bét. Chuyện này, đám người này thậm chí ngay cả chỉ cần bọn họ thân cha đẻ thân đều giết chết. Krillin hoảng sợ nhìn số 17, run rẩy lẩm bẩm nói. Mà đang ở tất cả mọi người đều chau mày, vô cùng khẩn trương thời điểm. Son Gohan lại bước đi vào phòng nghiên cứu, đi thẳng đến số 18 trước mặt mới dừng lại. Trên mặt mang theo chút ngượng ngùng mở miệng nói. Cái kia, số 18 đúng không? Tối nay có thể nể mặt cùng một chỗ cùng đi ăn tối sao?